Rồi chúng ta đi chi tiết thì chúng ta sẽ kết hợp trong quá trình làm, giống như hôm trước chúng ta học ngôn ngữ ấy, chúng ta sẽ kết hợp vừa 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 làm vừa nghe và vừa code ở dưới. Chúng ta tạo ra một cái playground mới đi. Playground. New một playground này. Playground. Chúng ta có thể đặt tên nó là, ví dụ như hôm nay là buổi thứ hai này, kiểm toán này, toán cơ bản, bạn thấy đặt tên gì đấy cũng được. Đấy, đúng không? Là chúng ta tương đối bé. Thế nói về phép toán ngôi ấy, trong phép toán chúng ta vừa nói đúng không, chúng ta học ấy, thì hôm nay chúng ta học phép toán một ngôi hay ngôi ba ngôi, thì một phép toán một ngôi ấy, sẽ chỉ có một giá trị đầu vào thôi. Chúng ta cảm giác phép toán như kiểu là một cái hàm hay một cái gì đấy, chúng ta sẽ đưa các giá trị vào và chúng ta sẽ nhận ra một kết quả ra. Kết quả ra thì đôi khi kiểu nó sẽ không giống như kiểu đầu vào. Ví dụ như là trong phép toán gì mà chúng ta cho vào một kiểu và chúng ta ra một kiểu khác nhau nhỉ? Chúng ta ví dụ như phép toán so sánh chẳng hạn, chúng ta cho hai giá trị số vào để chúng ta so sánh, nhưng mà chúng ta ra kiểu gì, kiểu đúng sai đúng không, true false. Mà kiểu true false là kiểu boolean rồi, boolean hôm trước chúng ta học rồi, kiểu logic rồi. Đấy là cái phép toán như thế. Còn đa số thì kết quả phép toán nó sẽ ra giống với kết quả đầu vào, ví dụ một cộng một thì ra hai, thì hai vẫn là cùng kiểu với một và một, đây là kiểu số hết. Đấy là ví dụ như thế. Thế chúng ta quay trở lại ngôi của nó, thì một ngôi là chỉ có một giá trị vào thôi. Thế do đó ấy, cái thứ tự của nó sẽ nằm ở trước hoặc sau phép toán. Ví dụ như là phép toán là cộng cộng như thế nào, cộng cộng thì nó, à xin lỗi, trong này nó không có phép toán cộng cộng nữa, nó bỏ phép toán cộng cộng rồi. Phép toán phủ định, nó có một phép toán gọi là phủ định, nếu tức là dạy dùng cho một giá trị logic, ngược của đúng thì là sai, ngược của sai là đúng. Đấy là cái phép toán một ngôi chỉ có một giá trị vào thôi. Nhiều hơn mà chiếm đa số thì chúng ta sẽ là phép toán hai ngôi và hai giá trị vào, và cái phép toán ấy thường nằm ở giữa. Ví dụ như một cộng một, cái phép toán cộng ấy nó sẽ nằm giữa hai ngôi chúng ta, a cộng b đấy, cái a trừ b đấy, thì ngôi ấy là a và b, và cái phép toán thường nằm ở giữa. Còn một cái phép toán ba ngôi chỉ có một phép toán thôi, ba ngôi chỉ phép toán đây, phép toán là phép toán lựa chọn, hơi đặc biệt. Nếu mà bạn là quen thuộc các ngôn ngữ khác rồi thì sẽ hiểu, nhưng mà nếu mà đây mình sẽ giải thích. Phép toán ba ngôi này này thì a b c này, nó thứ nhất là nó không cùng kiểu với nhau, a sẽ luôn là một kiểu logic, a chắc chắn thì là một kiểu logic, b và c thì là cùng kiểu giá trị với nhau, và giá trị ra của nó sẽ là cùng một giá trị mà có cùng kiểu với giá trị và b và c. Thì cái phép toán lựa chọn này như này có nghĩa là nó sẽ chọn, nếu mà a là đúng, nếu a nhận giá trị là đúng thì nó sẽ trả về giá trị của là b, và nếu a là sai nó trả về giá trị là c. Đấy, chú ý đấy, a đúng thì b, a là sai trả về giá trị là c.
Thực ra các bạn có thể sau này các bạn học bạn có thể thay vào một cú if được đúng không? If a, if a đúng, a bằng true thì là chúng ta sẽ có b và if và else thì nó sẽ bằng c. Nên nói về sau thôi. Nhưng bây giờ chúng ta có một phép toán như này. Phép toán này. Phép toán này thì ít gặp nhưng thực ra người ta sẽ viết nhiều. Rồi chúng ta đi phép toán đầu tiên của chúng ta, phép toán chúng ta biết nhiều nhất là phép toán gán rồi. Gán, gán thì dùng được gì? Gán thì chỉ có gán từ giá trị a bằng b này, tức là bên tay phải giá trị b bên tay phải. Chú ý nhá, b bên phải là một giá một biến. Ở đây chúng ta viết này là b là một biến đúng không? Một biến hoặc một hằng. Còn a thì là một biến, a chắc chắn là một biến rồi. Thì chúng ta bên tay phải chúng ta có thể là một biến mà cũng có thể là một giá trị. Ví dụ a bằng 3 chẳng hạn, thì 3 không phải là một biến. Do đó là bên phải nó bằng nó phải là một giá trị tính được, một kết quả một giá trị tính được. Và nó sẽ đem cái kết quả tính được đấy, nó thực hiện phép tính đấy. Nó gán vào cái biến bên tay trái chắc chắn phải là một biến, một nơi lưu trữ dữ liệu. Tức này có nghĩa là đem giá trị của b gán vào cái biến a, gán vào biến a, thay đổi giá trị của biến a. Do đó a không thể là con số đâu, a phải là va chứ không phải là đét. Nếu mà nói các bạn. Đây chúng ta có thể bật lên chúng ta xem một số ví dụ của phép gán. Đây. Đây chính là một phép gán này. Trình bằng hello playground. Ngoài ra chúng ta có thể gán này. Đây. B bằng 10. A bằng 5. Chú ý nhé, led thì chỉ gán được một lần thôi nhé. Xin lỗi nuôi vừa bảo là gán không thể gán biến được. Thực ra hằng nó chỉ gán một lần thôi. Và đây là có thể gán A bằng B được. Gán thì quá cơ bản rồi, vì chúng ta quen thuộc với hôm trước rồi. Hôm trước chúng ta còn nói đến một kiểu gì gọi là kiểu lười nhỉ? Có ai nhớ không? Kiểu lười mà khi mà chúng ta đôi khi không muốn tạo ra một kiểu phức tạp chỉ dùng để chứa dữ liệu thì chúng ta sẽ có một tạo ra một cái kiểu lười mà nó gộp. Cái kiểu đấy không thực hiện một cái hành vi nào cả, không có hành vi. Nếu nó không thực hiện thì nó chỉ dùng để chứa dữ liệu thôi, kiểu bó dữ liệu thôi, kiểu tuber. Thế này. Thì chúng ta cũng có thể gán gộp như thế với kiểu tùy bờ được. Thì khi gán như thế nó sẽ sóng đôi từng giá trị một. Một sẽ vào x và hai sẽ vào y. Thì x sẽ bằng một và y bằng hai. Đây là một kiểu viết ngắn như này. Gán. Thế nếu mà có một cái tùy bờ thì là chúng ta truy cập vào các phần tử nó bằng cái gì nhỉ? Anh nhớ ví dụ nhá, chúng ta sẽ viết như này. Dày ơi là dày. Dày dày đi đẹp đấy. Hình gì đẹp thế? Ở đây lên rồi. Đây ví dụ như chúng ta đây có cái tuber này. Chúng ta nhắc lại bài học trước một tí nhé. Tôi có một biến và ví dụ như là SV1 này bằng phải nhớ viết này không? Lên. Trần bằng B mười chín đây đúng không, chúng ta có một tuber chưa này. Thì bây giờ chúng ta muốn lấy len của sinh viên một thì chúng ta làm như nào? SV1 chấm len chấm len đúng không? Chấm len này đúng không? Đây là một cách, cách thứ hai lấy theo index đúng không?
SV1 index tính từ mấy? 0.0 đúng không? Đây, đây có hai cách nhỉ. Và đây nếu nhắc lại cái tuber này của chúng ta cũng có thể là nó không có tên, không có nhãn cho cái property, cái thành phần của nó. Ví dụ các thành phần đây nó có hai thành phần, thành phần đầu là lem và thành phần thứ hai là tuột, S là tuột. Nhưng chúng ta có thể thêm một cái thành phần thứ ba mà chúng ta không không muốn để nhãn vào được. Nó có thể là ví dụ như 100 chẳng hạn. Thế tôi sẽ để như này. Thì chúng ta lấy trong trường hợp đấy thì chúng ta chỉ có thể lấy thông qua cái index thôi nhá. Đấy chúng ta nhắc lại. Chứ không không lên lên nữa. Đây là mình nhắc lại một chút về cái kiểu tuber thôi. Chúng ta nhắc lại một chút nhá. Cái kiểu cái phép toán gán đây này. Cái phép toán gán đây này. Chúng ta như hôm trước như lúc nãy chúng ta nói thì cái phép toán một phép toán thường nó sẽ trả về giá trị đúng không? Phép toán nó có ngôi và thường trả về một giá trị. Thì phép toán này của các bạn ấy là phép toán mấy ngôi? Theo các bạn phép toán gán của mấy ngôi? Hai ngôi đúng không? Tại vì có hai cái đầu vào, rõ ràng hai cái đầu vào mà. Nhưng có trả về giá trị không? Trong suite trả lời luôn là trong suite phép toán gán không trả về giá trị. Trong một số ngôn ngữ, đặc biệt là các ngôn ngữ cấp thấp như C, C cộng thì phép toán gán có trả về giá trị. Nhưng mà trong suite thì phép toán gán không trả về giá trị. Nên nếu mà chúng ta viết như này là chúng ta sẽ sai. Tôi sẽ compile error luôn. Đây nếu chúng ta kiểm tra giá trị của một cái giá trị phép gán này, kiểu như này chúng ta sẽ sai luôn. Không trả về giá trị. Nếu if x bằng y này, tức là chúng ta giả sử như x bằng bằng y nó là một cái giá trị bool ấy thì nó sẽ sai. Chúng ta bỏ comment này nó dịch bị lỗi. Thực ra thì các bạn sau này làm sẽ hay bị gặp trường hợp này. Trong trường là trong chúng ta so sánh bằng y quên một dấu vào. Trong các ngôn ngữ cấp thấp ấy thì phép toán nó vẫn được chấp nhận và nó sẽ gây ra những lỗi rất nặng. Thiếu một dấu bằng thôi nhưng mà ngữ nghĩa nó khác hẳn rồi. Đấy, đây là một cái tính. Còn suýt thì nó thấy cái trường hợp nguy hiểm của nó bỏ toàn bộ, gán bây giờ là gán và thuần túy không trả về giá trị. Cứ khẳng nhớ đấy. Cái này chỉ là cái việc so sánh các ngôn cũ thôi. Chúng ta có thể là nếu mà chúng ta không để ý sâu lắm thì chúng ta có thể bỏ pass qua nó. Ok. Trên ở đây compiler error comment là chú ý một chút đấy rồi đấy là gán. Thì bây giờ chúng ta có phép thay đổi. Thay đổi thì sao? Thì chúng ta có cộng trừ nhân chia. Chú ý nhá, hôm nay học có phép thông cơ bản nhá. Thực ra sau này các bạn có những phép toán còn phức tạp hơn nữa. Cộng trừ nhân chia chúng ta sẽ học một số phép toán liên quan đến tràn. Tràn thì chắc là bây giờ mình nghe thấy đúng không? Các phép ví dụ như mình hôm trước mình có nói kiểu inter ấy, thì chúng ta có những kiểu inter gì nhỉ? Inter 8, inter 16, 3264 đúng không? Và các kiểu inter, các kiểu số ấy, nó luôn có một cái giá trị là min và max. Thế nếu mà trong trường hợp chúng ta cộng trừ nhân chia mà nó vượt qua kiểu min và vượt qua kiểu max, giá trị min và max thì nó xảy ra trường hợp gì? Xảy ra phép tràn, gọi là overflow, tràn khỏi bộ nhớ, tràn hồ nhớ. Thì cái việc cư xử đối với cái việc tràn đấy thì trong các ngôn ngữ nó sẽ các ngôn ngữ cấp thấp ấy, nếu mà các ngôn ngữ cấp thấp thì nó sẽ cư xử một cách rất đơn giản là nó bỏ qua và nó làm lại từ đầu, tức là vượt qua max thì sẽ thành min và chúng ta lại tính tiếp một vòng nữa, thì đấy là nó thực hiện tràn mặc định. Còn trong suite ấy mà gặp trường hợp đấy compiler error luôn, à không phải runtime error luôn, nó chạy sẽ bị lỗi luôn. Nên nếu mà các bạn không check trước khi cộng trừ nhân chia nhiều khả năng bạn xin được lỗi. Còn cái phép toán tràn ấy thì nó lại ngược lại là nó sẽ bỏ qua lỗi và nó thực hiện tràn. Còn mặc định nhá, cộng trừ nhân chia không tràn. Còn nếu mà muốn tràn thì chúng ta kết hợp thêm phép toán tràn này. Cái đây chúng ta sẽ nói kỹ sau. Ngoài ra chúng ta có phép toán lấy dư này, phần trăm này, lấy dư này, lấy đối này, lấy ngược lại. Có vẻ các phép toán này toàn với các số đúng không? Lấy đối tức là 4 thì âm 4, 3 thì âm 3. Âm 3 thì thành mấy? Ừ, âm 3 thì 3. Lấy nguyên phép toán cộng. Thực ra thì chúng ta cái phép toán lấy nguyên chẳng bao giờ viết cả. Mặc định của nó là như thế này. Ví dụ cộng cộng a thì vẫn là a. Chúng ta xuống đây và đây là kết hợp với phép gán như nói cộng bằng trừ bằng. Chúng ta nói chi tiết hơn nào, chúng ta sẽ đi từ cái phép toán đơn giản nhất của nó. Đây thay đổi
1 cộng 1 rõ ràng là đây là trả giá trị rồi, 1 cộng 1 các bạn sẽ nhìn lên bên này bằng 3. Đây bằng 3, nó trả giá trị 3 2 6 4. Đây là chuyện rất bình thường. Đúng không? Và chú ý ở trong này đấy, chị, trong này các phép toán này mình chỉ chú ý với bạn một chút thôi. Đó là phép toán chia. Cái phép toán chia này. Cái phép toán chia này, mặc dù nó chia trong kiểu số, chúng ta không thể chia hai trinh với nhau được, điều này là chắc chắn. Chúng ta chỉ thực hiện chia trong số thôi. Thì phép toán chia này, chia trên kiểu số nguyên, nó khác với chia trên kiểu số số thực, số thập phân. Ví dụ kia chia cho kiểu số nguyên, nó sẽ lấy phần lấy thương, chính xác lấy thương. Hai toán thôi. Lấy thương tức là sao? Tức là 3 chia cho 2 thì chia nguyên được mấy? 3 chia 2 bằng 1 và dư 3 chia 2 bằng 1 và dư 1 đúng không? Thì đấy, nếu chia phần nguyên thì nó sẽ như thế. Đây chúng ta có thể ví dụ luôn. Ví dụ 3 chia 2 nó không phải không bằng 1,5 đâu mà nó sẽ bằng 1. 1 đây đúng không? Đấy. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp nó là số thập phân thì sao? 10.0 chia cho 2.5 thì sao? Thì nó ra là 4. Và đây ngay ví dụ minh họa ở dưới chúng ta 3.0 chia cho 2.0 chúng ta sẽ ra được bao nhiêu? Ra 1.5. Đấy chỉ chú ý một chút cho đấy thôi. Tức là nó sẽ ra giá trị khác nhau tùy kiểu. Đấy là cái phép toán cơ bản rồi. Bây giờ chúng ta nói chút một phép toán tràn. Phép toán tràn này thì lúc ấy của chúng ta là cái dấu phần trại ở dấu và này. Thì chúng ta không có cái phép toán nào là và cả. Chúng ta không có phép toán nào là và cả. Mà cái và nó chỉ kết hợp với một cái phép toán nhân cộng trừ nhân chia sẵn để ra cái phép toán tràn. Và chú ý nhé, tràn nó chỉ dùng với số nguyên, không có khái niệm tràn số thực. Thế vì sao? Thế vì số thực có mắc không? Infinity. Có infinity gì đó. Doppler chấm infinity và Doppler chấm âm của Doppler chấm infinity là âm vô cùng. Nhưng mà chúng ta cộng trừ nhân chia infinity thì bao giờ cũng ra infinity, ra vô cùng hết. Nên chúng ta không có tràn trong đấy, không có khái niệm tràn trong thực. Thế bây giờ chúng ta sẽ tràn thì tràn trong nguyên thôi. Đây thì chúng ta sẽ làm này. Đơn giản nhất của chúng ta là tràn 1 cộng với in max. Thì các bạn nhìn này. Nó lại ra đây. 1 cộng in max thì ra gì? Cái giá trị này không phải là min của in tờ. Tức là hết một vòng trên in max thì sẽ thành coi như là in min. Cái giá trị nhỏ nhất ngược lại của nó. Còn nếu mà chúng ta không thực hiện tràn thì sao? 1 cộng in tờ max. Cho các bạn là ra cái gì? Ra lỗi đúng không? Đàn thả một đồ chạy lỗi ngay. Chạy lỗi ngay. Đây này, lỗi giá trị quá lớn này. Nếu mà chúng ta đọc overflow này thì bị tràn. Đấy. Tương tự các bạn cũng sẽ làm với cộng trừ nhân chia bên kia. Nếu mà tràn. Cộng trừ thì chắc là ít khi tràn. Nhưng mà nhân thì rất hay tràn. Cái này nói ngoài một tí. Ở đây nếu mà các bạn nào mà ngày xưa chơi game ấy. Nói chút vui một tí thôi, chơi game ấy. Thì có một cái game ở đây có ai chơi Sibin chưa bao giờ chưa? Simulation này, chắc chưa đúng không? Game rất đặc biệt. Mình nói mô phỏng game rất đặc biệt là game nó sẽ mô phỏng quá trình phát triển của một quốc gia. Thì trong đấy có một cái nhân vật là Ấn Độ, không phải nó Tân Bay cơ, nó Tân Bay như hero chứ. Thì trong nó có một nhân vật là Ấn Độ thì nó có một cái nhân vật là nhân vật Ấn Độ là gì? Gandhi à? Một cái ông mà đầu chọc chọc mà nếu mà chúng ta học lịch sử là ông ấy theo cái đường lối mà đấu tranh là bất bạo động ấy. Đấy. Nhưng mà ai mà chơi game đấy thì ông ấy rất hay là coi như mang bom nguyên tử là dọa đổ. Cái lỗi về sau của nó các bạn biết là gì không? Nó bị tràn. Tại vì là cái giá trị hòa hoãn của trong nếu có một cái giá trị hòa hoãn thì giá trị của ông là cao nhất rồi, 255 nó lưu trong một giá trị là bi mà, 255 là cao nhất. Nhưng mà vì lý do gì đấy ông ấy được bút thêm một đơn vị nữa. Thế là nó thành âm 1. Đấy, nói vui tí thôi, nói hơi lan man ngoài lề một tí. Nhưng mà các bạn hiểu là tràn nó sẽ ra những quả nó không đề phòng trước được. Thế là trong suite ấy, trong suite người ta đã cố tình loại bỏ tràn rồi đúng không? Tràn là runtime error. Thế tại sao lại phải đưa tràn vào làm gì?
chúng ta nghĩ trường hợp sử dụng cụ thể của phép toán tràn chúng ta dùng khi nào? Chúng ta học chúng ta phải biết cách là dùng khi nào chứ. Các bạn nào có thể nghĩ là trường hợp nào chúng ta dùng cái phép toán tràn không? Không phải. Phép toán tràn là phép toán an toàn, phép toán không sinh ra lỗi. Các bạn nhìn, nếu chúng ta cộng 1 cộng intermax có thể bị random error, tức là hậu quả là dẫn chương trình bị crash gì, bị lỗi gì, dừng ngay lập tức, hỏng ngay lập tức, không hay. Thế nếu mà chúng ta dùng cộng tràn và chúng ta kiểm tra lại, ví dụ như A cộng với một cái số chắc chắn là dương nhá, và chúng ta kiểm tra mà A cộng với 1 chẳng hạn, mà lại nhỏ hơn A, thì chúng ta hiểu là gì? Đã tràn rồi đấy, đúng không? Tràn thì thường nó lộn ngược lại mà. Mà nhỏ hơn A thì chắc chắn nó tràn. Đấy là một cái trường hợp sử dụng cụ thể của nó. Nhưng mà chúng ta cứ hiểu dùng tràn không bao giờ bị lỗi cả. Nhưng mà chúng ta phải tự động kiểm soát lỗi, phải trách nhiệm kiểm soát lỗi nó thuộc về chúng ta chứ không phải suýt nó không check nữa. Ở trong trên này cộng trừ nhân chia ấy, thì chúng ta sẽ nói là có một cộng thường nói với kiểu thường thực hiện với kiểu số đấy, tức là chúng ta thực hiện kiểu số. Nhưng riêng phép toán cộng ấy, thì nó còn áp dụng với thêm một kiểu nữa là kiểu trinh. Cộng khi nó cộng thì nó sẽ là nối tiếp hai cái chuỗi ký tự với nhau. Ví dụ như là hello mà cộng với won ấy, thì thành kiểu hello won ấy, kiểu như thế. Tiếp theo chúng ta sẽ nói phần dư. Phần dư thì phần dư ấy thì nó sẽ chỉ có trong ví dụ như là như lúc chúng ta nói 3 chia cho 2 thì bằng 1 và dư 1 đúng không? Thì 1 thì chúng ta có thể lấy thông qua kết quả của phép toán chia rồi. Thế nhưng nếu chúng ta muốn lấy phần dư thì chúng ta dùng phép toán gì? Chúng ta dùng phép toán phần dư gọi là phép toán phần dư biết rồi, thì đúng phần trăm và dư. Và đặc biệt nhá, phép toán dư ấy nó chỉ áp dụng trong kiểu số nguyên thôi, không áp dụng trong kiểu số đúc bờ. Chú ý điều đấy. Đây chúng ta sẽ như thế này. Trên này là cộng sâu. Đây. 9 chia cho 4. Thì chắc là dự bằng 1 rồi. Nhưng trừ 9 chia cho 4 thì lại bằng âm 1 cơ. Chú ý một chút điều đấy. 9 chia cho âm 4 thì bằng 1 cơ. Có vẻ hơi hỗn loạn nhỉ? Chúng ta chỉ cần để ý là cái phần dư của nó ấy, ở trong suýt ấy, nó sẽ luôn cùng dấu với cái số này, cái số chia. À gì nữa, số này gọi là số bị chia, còn cái số này với số chia đúng không? Đúng rồi, cái dấu của nó sẽ luôn cùng dấu với cái số bị chia. Thế thôi. Phép toán thứ ba, chúng ta muốn nói đến cái việc này gọi là phép toán lấy đối và lấy nguyên. Lấy đối thực ra là lấy phép âm, phép ngược lại, âm của 3 thì bằng âm 3, âm của âm 3 thì bằng 3. Thì chúng ta chỉ thêm một dấu trừ phía trước, mà phép toán chỉ là một ngôn. Và phép toán lấy nguyên ấy thì chúng ta ít tiết hơn. Phép toán cộng ở phía trước nó chẳng ảnh hưởng gì hòa bình thế giới cả. Thực ra thì chúng ta không khuyến cáo viết cái phép toán đấy. À, 3 đây. Âm 3 thì là bằng âm 3. Âm của âm 3 thì lại thành 3. Đúng không? Đây phép toán lấy nguyên. Ra chúng ta chẳng bao giờ dùng phép toán lấy nguyên, thêm cái dấu cộng vào cho nó đẹp. Ở trên ấy chúng ta vừa nói các phép toán là cộng trừ nhân chia là phép toán rất cơ bản rồi, nhưng mà đây chỉ nói một chút thì phép toán gán kết hợp này, cộng bằng, trừ bằng, nhân bằng, chia bằng, phần trăm bằng, cái gì bằng đấy thì nó là phép toán gì, thì nó cũng giống như cái phép toán lấy tràn ấy, thực ra là nó sẽ kết hợp với một cái phép toán kia và nó sẽ tạo ra một phép toán mới. Thì nó là cái tổ hợp vừa gán và vừa thực hiện. Ví dụ như A cộng bằng 1 chẳng hạn, thì tương đương với A bằng A cộng 1. B trừ bằng 2 thì tương đương với là B bằng B trừ 2. Chú ý ở đấy. Và chúng ta chỉ dùng trong những trường như thế thôi. Đây.
là như nào? Thực ra nó sẽ hoàn toàn tương đương một cái trường này. A bằng A cộng A. Đấy, nó tương đương với A bằng A. Chúng ta viết trong hai phép toán này, viết kiểu nào cũng được. Viết kiểu nào cũng được. Nhưng mà chắc kiểu A cộng bằng 2 nó sẽ đẹp hơn. Ngắn hơn thì đẹp hơn. Trong lập trình ấy, trong viết app ấy, thì khó nhất là nó đơn giản. Viết phức tạp dễ thì viết đơn giản rất khó. Nhưng chú ý là đơn giản mà vẫn đủ tính năng nhé. Chứ kiểu đơn giản mà chỉ có một màn hình trắng xóa thì chẳng làm gì cả đúng không? Rồi, phép toán chúng ta chỉ cơ bản thế thôi. Tiếp theo chúng ta là phép toán so sánh. Thì chú ý là so sánh ấy, thì là nó sẽ có so sánh bằng này, so sánh không bằng này, so sánh lớn hơn, nhỏ hơn này. Nhưng tất cả những cái phép toán so sánh này, chú ý một chút ấy, là nó khác cái phép toán thay đổi kia. Là nó nhận hai giá trị vào, nó là phép toán hai ngôi, nhận hai giá trị vào. Và hai giá trị này thường là phải cùng kiểu. Chú ý là thường phải cùng kiểu. Sau này các bạn học cấp cao hơn, bạn làm cấp cao hơn thì bạn sẽ hiểu là có những cái phép toán nó không nhất thiết là cùng kiểu. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ hiểu các phép toán cơ bản chúng ta là trong so sánh là cơ bản nó sẽ phải cùng kiểu. Và giá trị trả về của nó sẽ ra là một cái giá trị đúng hoặc sai, giá trị kiểu logic true or false, đúng hoặc sai. Ví dụ đây chúng ta so sánh A bằng B không? A bằng B không? Phân biệt cái viết gán là nó là hai dấu bằng. A bằng bằng B không? Không bằng. A khác B. Lớn hơn A lớn B. A nhỏ hơn B. Thế trong ba cái này thì chúng ta dễ liên tưởng đến khi chúng ta so sánh số đúng không? Nhưng mà thực ra chúng ta có thể áp dụng này với string được. A bằng B, A và B đều có thể là một string được. Ví dụ chúng ta so sánh tên gì ạ? Kiểm tra xem tên của ông ấy có phải là Nguyễn Văn A không? Thì tên bằng bằng Nguyễn Văn A hay không? Để chúng ta check như thế. Và lớn hơn string cũng có thể so sánh lớn hơn và nhỏ hơn được. Thì chúng ta so sánh string như nào? Nếu so sánh lớn hơn nhỏ hơn, so sánh bằng thì chắc dễ đúng không? So sánh bằng thì chúng ta so sánh từng ký tự một. Thực ra nó sắp xếp theo cái từ điển, sắp xếp chuỗi từ điển. Các bạn cứ sắp xếp từ điển như kiểu sắp xếp như khi mà lấy danh sách lớp ấy, sắp như nào thì nó so sánh trong này như thế, A lên B. Và nó phân biệt cả hoa thường ấy. Lớn hơn bằng, đây chúng ta lớn hơn, lớn bằng thì là đây, cái phép toán là lớn bằng này, nhỏ hơn bằng, cùng, phép toán cùng. Cái này thì sau này học class thì sẽ dùng nhiều hơn. Cùng. Tức là sao? Vừa cùng giá trị, vừa cùng kiểu. Không cùng. Không cùng thì chỉ cần ngược lại thôi. Kết quả trả về một phép toán gán thì luôn là true hoặc false. Và sẽ dùng cho mệnh đề điều kiện là nhiều. Mệnh đề điều kiện là mình thường if else, switch if else. Hay là gọi là check một cái gì đấy. Và cuối cùng là chúng ta có thể so sánh tuber. Thì chúng ta so sánh tuber thì hai cái tuber đấy phải cùng kiểu. Túc bờ cùng kiểu này nó phải như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Thì từng thành phần đôi một của nó cũng phải cùng kiểu và giống nhau, đúng không? Thì cái túc bờ nó có thể so sánh được. Ví dụ như lúc chúng ta có hai ông sinh viên chẳng hạn, chúng ta để so sánh hai ông sinh viên. Và khi so sánh túc bờ nó so sánh như thế nào? Theo các bạn nó sẽ so sánh như nào? Hiển nhiên rồi, không cùng, đây nói so sánh tuber ấy, thì các bạn không cùng kiểu, không thể so sánh được. Điều đấy khẳng định đến thế, báo lỗi ngay. Nhưng mà bây giờ giả sử cùng kiểu rồi thì chúng ta sẽ so sánh như nào? Đúng rồi, so sánh giống hệt, so sánh chuỗi. Các bạn tưởng tượng cái chuỗi nó giống như cái tuber ấy, nó vô tận. Nhưng mà đây nếu mà tuber nó ngắn thôi thì nó so sánh như thế. Tức là phần tử số 0, index 0, so sánh phần tử index 0. Index 1 so sánh index 1, so sánh... đến phần tử cuối cùng. Và chú ý tuber khi so sánh chỉ support cái so sánh cái tuber mà nhỏ bằng 7 phần tử thôi. Lớn hơn 7 phần tử, từ 8 phần tử trở đi là các so sánh của bạn sẽ bị vô hiệu hóa, bị lỗi dịch. Đây chúng ta có thể giải thích một chút tại sao thần kỳ như thế. Tại vì là nếu mà chúng ta coi cái phép toán ấy, coi phép toán so sánh ấy, phép toán gì đấy cũng là một hàm số, một hàm được hỗ trợ sẵn từ hệ thống. Thì hệ thống chỉ hỗ trợ cái tuber nhỏ bằng 7 kiểu thôi. Bằng 7 phần thôi. Ở trên nó không biết đâu. Đây, chúng ta có thể xem code.
Đây 1 bằng 1, 2 khác 1, 2 lớn 1, 1 nhỏ hơn 2. 4 bằng trừ 1, 2 nhỏ bằng trừ 1. Cái này chúng ta hoàn toàn có thể được. Đây là cơ bản rồi. Thế chúng ta viết như này. Chúng ta có thể viết này được không? Không lỗi như lỗi trên. Hai x rồi, trên đây có thằng x rồi. X phẩy đi, x không đi. Đây. Thế x không là kiểu gì? Chết rồi. À, tôi giải thích luôn kiểu bull rồi, từ bên này nó trả ra giá trị rồi đúng không? Đây chúng ta có thể viết như này. Nhưng thực ra khi mà viết như này thì các bạn thấy làm sao? Khó đọc đúng không? Khó đọc đúng không? Thì những khi những trường khó đọc như thế, chúng ta có thể bổ sung thêm cái dấu ngoặc cho nó. Viết này nó dễ hiểu hơn. Mặc dù viết như này nó hoàn toàn là không có giá trị gì cả. Không có giá trị gì cả về mặt tính toán cả đâu. Nhưng viết này nó chắc là sẽ dễ đọc hơn đúng không? Đấy. Thế thì khi mà viết các phép toán logic ấy, nhiều khi chúng ta sẽ bổ sung thêm các cái cặp ngoặc cho nó. Nếu nó phức tạp thì nó sẽ dễ đọc hơn. Thì phép toán so sánh thường là dùng trong các mệnh đề điều kiện đây, như chúng ta vừa nói là dùng trong mệnh đề điều kiện. Hôm trước chúng ta có giới thiệu qua một chút về mệnh đề điều kiện rồi đúng không, nhưng mà chưa nói chi tiết. Thế chúng ta có thể nhìn lên bằng won này, thì chúng ta có thể so sánh là if lên bằng won, tức là kiểm tra đến lên bằng won. Thì cái việc so sánh này chúng ta nó dùng trong mệnh đề điều kiện if. Thì đây chúng ta print ra hello won và else print ra sorry lên. Chúng ta bỏ cái này xuống. Theo các bạn chỗ này nó in ra dòng chữ gì? Ôi. In ra dòng chữ gì? Hello world đúng không? Đây lên một world thì ra hello world thôi. Chúng ta xem so sánh tuber như thế nào. Cái này dạy nó nhỏ hơn là đúng rồi, nó chu rồi. Nhưng mà chúng ta có thể giải thích tại sao nó. Thứ nhất là chúng ta so sánh từng đôi một thì sao? Một so sánh với hai thì một có nhỏ hơn hai không? Cái zebra này so sánh với apple thì zebra có nhỏ hơn apple không? Có đúng không? Nhưng thực ra đây nó chỉ cần so sánh giá trị đầu tiên là một nhỏ hơn hai, từ trái sang phải mà. Thì chỉ cần cái giá trị đầu tiên là một nhỏ hơn hai thì nó đã đủ cả cụm này nhỏ hơn rồi. Chú ý nhá. Càng bên trái thì càng có cái giá trị cao, cái số giá trị cao. Đến đây, ba apple và ba bird chúng ta so sánh. Thứ nhất ấy, chúng ta làm từ cái so giá trị đầu tiên của nó là 3 bằng 3 thì nó bỏ qua. Và nó sẽ so sánh apple và bird. Thì apple có nhỏ hơn bird không? Thực ra apple và bird thì lại so sánh theo chuỗi. Và khi đó nó lại so sánh ký tự từ ký tự 1, ký tự A và so sánh ký tự B trước này. A nhỏ hơn B, A trước B mà. Thế hiển nhiên là cái này nó sẽ nhỏ hơn là đúng không? Cái cuối này bằng nhau thì hiển nhiên bằng rồi. Đấy. Và nếu mà học sâu một tí thì ví dụ như ở trong cái phép toán này, cái phép toán so sánh này, nếu mà nói về tốc độ thực hiện này, phép toán dòng 82 và dòng 83 thì phép toán nó thực hiện nhanh hơn. Dòng 82, dòng 83 thực hiện nhanh hơn. Thế mai thì nhanh hơn đúng không? Tại vì nó chỉ thực hiện giá trị đầu tiên thôi. Còn cái đây nó vừa so sánh này thì đi tiếp. Tương tự cũng như trong so sánh trinh thì đôi khi ấy, cái trinh có thể rất dài nhưng cái toán thực hiện rất nhanh mà nó so sánh bởi cái ký tự đầu tiên thôi. Cái phép toán ba ngôi duy nhất của chúng ta trong suýt gọi là phép toán lựa chọn. Thì đây nó viết theo kiểu như này. Question này, answer 1, answer 2. Thì question đấy phải là kiểu bool. Answer 1 là cái
giá trị nó trả về khi mà cái question nó đúng, nó true. Và answer nó sẽ trả về khi mà cái question nó false. Từ vì question ấy là kiểu boolean, không có cái giá trị thứ ba nữa, chỉ có true và false thôi. Nên do đó chỉ cần hai câu trả lời. Nó tương tự hoàn toàn với cái mệnh đề này. If question thì ra answer 1 và else answer 2. Thì tất nhiên là phải lựa chọn cho cái này ngắn gọn với khó hiểu. Thích ngắn gọn thì dùng cái này, nó sẽ khó hiểu hơn. Nhưng mà về sau quen ấy, thì sẽ quen dùng cái kiểu viết cả toán kia nó ngắn hơn. Ở đây có một... Ok. Đây chúng ta có thể xem. Đây. Cái này sau này các bạn làm table view thì chắc sẽ rất hay động vào. Trong table view nó sẽ có một cái content hay, content là cái chiều cao của content. Còn cái header ấy là nó sẽ cái header của cái table ấy. Có header hay không có header. Thì cái row hay nó sẽ bằng như này. Nếu mà có header thì cái row hay sẽ bằng, tức là row hay đây sẽ bằng là content hay, luôn luôn có giá trị nội dung, cộng với nếu có header thì cộng thêm cái chiều cao là 50. Còn nếu không có header nó vẫn phải cộng thêm một cái buffer và cái header trắng là 20 thôi. Đấy, ví dụ là như thế. Nếu không thì các bạn phải xáy ít thôi. Ở đây có ai thì ai viết if cho cái này cho mình đó, chuyển thành if cho mình cái chuyện này không? Các bạn từ chuyển ngay if trên máy các bạn xem nào, xem làm sao là row hay nó vẫn ra bằng 90. Chú ý bắt chiếc cái if ở trên nhé. Đây trên này có một if. Đơn giản nhất chúng ta sẽ dùng row hay này. Nếu mà coi has header thì row hay bằng cộng 50, vì nó lấy giá trị 50 nữa. Và nếu không ấy, trong trường hợp has header bằng fail ấy, bằng sai thì nó cộng 20. Cái nguyên si của nó tương đương với cái dòng như thế này. Thế nhiên tùy các bạn có thể lựa chọn một dòng hoặc lựa chọn 4-5 dòng. Phép kết hợp với lin, phép toán này nó phép toán hai ngôi thôi nhưng mà nó gồm hai dấu hỏi chấm, tí nó hai dấu hỏi chấm. Thì hôm trước chúng ta có nói qua một kiểu gọi là kiểu optional, có ai nhớ kiểu optional không? Tức là
Ví dụ như chúng ta có kiểu một kiểu cơ bản là kiểu số, kiểu inter chẳng hạn. Kiểu số là kiểu inter chẳng hạn. Hay là kiểu string gọi để chứa text. Nhưng đôi khi chúng ta cần bổ sung thêm một giá trị là không tồn tại giá trị đấy. Ví dụ sao? Ví dụ như là trong trường hợp tên của học sinh ạ. Xin lỗi. À xin trong trường hợp tuổi của học sinh ạ. Có thể học sinh nó nhập vào rồi nhưng mà nó khuyết thiếu cái trường tuổi đấy nên nó chưa kịp nhập tuổi ạ. Tức tuổi không có. Mà không có thì không thể cầm để so sánh công trình nhân chia được, cái đấy phải loại bỏ nó ra. Ví dụ như mà trong trường hợp là chúng ta cần tính tuổi trung bình của một đội bóng ạ, mà có ông không tìm đến tuổi thì không thể mang cái giá trị không biết đấy vào để tính trung bình được, vì nó rất xa, chỉ tính những người đã biết thôi mà. Thế thì trong trường hợp đấy chúng ta sẽ dùng một kiểu kết hợp là kiểu optional, chúng ta thêm cái dấu hỏi chấm vào phía trước. Ví dụ như inter hỏi chấm chẳng hạn. Đây, ví dụ như này. Tôi nhắc lại một chút thôi. Ví dụ chúng ta có một kiểu là có như là đây, inter hỏi chấm đi. Thì mặc định ấy, cái inter hỏi chấm này nó sẽ chứa được toàn bộ các giá trị của này của inter, nhưng nó sẽ bổ sung thêm một giá trị là giá trị din vào, giá trị không tồn tại. Tức là sao? Tức cái s này nó sẽ tồn tại ở một trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có giá trị, thì giá trị đấy sẽ là một giá trị kiểu gì? Inter đúng không? Và nếu không, trong trường hợp thứ hai là trường hợp ngoại lệ thứ hai là trường hợp không có giá trị, thì giá trị của nó sẽ kiểu gì? Din kìa, bên phải din. Đi, chứ không học sao, đi. Thế. Thế thì cái, ở đây chúng ta có một cái trường hợp này là cái curve lean, cái toán hỏi chấm này là đôi khi chúng ta cần phải check xem là có tuổi hay không để chúng ta lấy cái tuổi thực, cái giá trị thực ra xong rồi chúng ta tính toán. Ví dụ nhá. Ví dụ như nếu mà ông này ông ấy có tuổi thì chúng ta sẽ in ra năm sinh của ông ấy. Còn nếu không có tuổi thì thôi, chị bảo là không có tuổi thì không thể tính được, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta sẽ có năm sinh, ví dụ như là và year chẳng hạn. Cái năm sinh ở đây sẽ là kiểu gì? Theo các bạn, năm sinh đây sẽ kiểu gì? Kiểu inter. Thế nếu trong trường hợp mà không có tuổi thì năm sinh sẽ nhận giá trị gì? Thế thì năm sinh còn là inter được không? Năm sinh cũng sẽ phải là một cái optional inter đúng không? Tức là cũng như này đúng không? Và năm sinh sẽ bằng bao nhiêu? Ví dụ năm nay là 2017 đi. Đây đúng không? Chúng ta đây là một phép toán kết hợp. Nếu mà S và bằng lin thì rõ ràng năm sinh cũng sẽ bằng lin. Chúng ta cứ đọc phép toán này đã. Đây nhá, nếu mà tuổi mà không có tuổi thì năm sinh sẽ bằng cái gì? Bằng lin. Đây là phép toán kết hợp mà. Còn nếu không thì nó sẽ bằng năm hiện tại 2017 trừ đi cái giá trị là trừ cái giá trị thực trong tuổi 2017 chứ. Đây không, đây hoàn toàn là các phép toán mà chúng ta đã biết rồi. Chú ý ở đây chúng ta chỉ thêm một cái dấu chấm than ở đây thôi này. Là đối với optional ấy, thì chấm than là lấy cái giá trị lõi ở trong đấy ra. Và nếu mà trong trường hợp mà cái optional bằng lin mà chúng ta vẫn cố lấy thì chúng ta sẽ phải chịu hậu quả. Còn tất nhiên là đây không chịu hậu quả vì chúng ta check được khác lin rồi. Nhưng mà cái phép toán này viết rất dài. Người ta có thể viết một cái ngắn hơn như này. Đây chúng ta có một phép viết.
Thực ra trường hợp này chúng ta cũng chưa đúng lắm đâu. Trường hợp thì chúng ta sửa lại một chút nhé. Nếu trong trường hợp nó không có tuổi thì chúng ta lấy mặc định. Mặc định của nó là bằng 18 tuổi đi chẳng hạn. Đây chúng ta sẽ viết như này. Đây, trong trường hợp này, chúng ta sửa một chút. Những yêu cầu là trong trường hợp là năm sinh không có tuổi thì dùng được 18 tuổi mặc định. Chúng ta viết nhảy đúng không? Tuổi nếu tuổi bằng lim thì năm sinh đây là 1999, tại vì mặc định là 2017 chứ 18 mà. Còn nếu không thì sẽ bằng 2017 chứ tuổi. Thì chúng ta hoàn toàn có thể viết ngắn xuống như này được, tương đương như này. Thì cái phép toán kết hợp DIN này nó sẽ ý nghĩa như nào? Nếu mà cái S này này, nếu cái giá trị S này này mà bằng DIN thì nó sẽ lấy giá trị 18, lấy giá trị default 18. Còn nếu không nó sẽ lấy giá trị S. Thì trường hợp là dùng cái chờ là dùng cái phép toán này, thì trường hợp là đôi khi mà chúng ta cần một cái giá trị mặc định, ví dụ như trong trường hợp này là nó sẽ trả về giá trị là nếu mà có tuổi thì lấy tuổi, còn nếu không thì lấy tuổi mặc định là 18. Cái này hơi ít dùng đúng không? Ok, cái này hơi đằng nhằng tí. Các bạn có thắc mắc gì không? Chấm than là đứng ngược với hỏi chấm em ạ. Hỏi chấm là bổ sung giá trị DIN vào tuổi và INTER đúng không? Thì cái chấm than này này, nó mở gói ra. Tức là nó sẽ lấy cái giá trị mà đang chứa trong cái giá trị optional này ra. Ví dụ như là em chứa 18 vào trong cái optional INTER này. Chấm than này nó sẽ lấy ra được một cái INTER 18. Em đã bằng lin rồi thì nó trả về 1999 đây. Thôi, nó chạy đâu. Chạy đã bị lỗi mà. Đây là đúng rồi, em phải thiếu dấu ngoặc đây rồi. Chưa kịp chạy.
Ở đây cái phép toán kép din ấy, chúng ta chỉ cần một cần chú ý một chút là nói việc là tính toán. Thì bình thường của chúng ta ấy, cái A hỏi chấm B ấy, nếu mà B là một giá trị mặc định thì không nói làm gì cả. Nhưng nếu B là một kết quả phép toán thì sao? Thì B có được thực hiện không? Đây ví dụ chúng ta viết như này. Đấy. Chúng ta viết nhỉ, S100 × 100. Thì ở đây có một cái thắc mắc cho các bạn, à một hỏi câu hỏi cho các bạn ấy. Thì cái phép toán 100 × 100 này có phải lúc nào cũng được thực hiện không? Nó sẽ tùy vào cái S này. Nếu mà S thì bằng lin thì nó mới thực hiện. Còn nếu S khác lin thì không bao giờ thực hiện phép toán nhân 100 × 100 được. Cái này chỉ chú thích ý ra ngoài một tí thôi, để trong việc tối ưu tính toán thôi. Tức là sao, ở trong suite ấy, các phép toán ấy, nó luôn được, nó chỉ thực hiện khi nào thực sự cần cái giá trị đấy, còn không cần nó sẽ không tính. Nên đôi khi nếu mà trong cái phép tính của các bạn mà có chèn thêm một số đoạn code, ví dụ log lên server cái gì đấy chẳng hạn, thì chú ý là không phải đôi khi nó làm rồi nhé. Nó làm, cần thì nó mới làm, không thôi. Cái đấy để sau này chúng ta dạy đến phần hàm chúng ta nói kỹ hơn, chỉnh hơn. Cái phép toán cuối chúng ta nói là phép toán khoảng. Phép toán này thì chắc suýt gặp thôi, chưa các bạn khác mà chưa gặp nhiều. Thì khoảng có hai khoảng, một khoảng là khoảng đóng và một khoảng là khoảng nửa đóng. Khoảng đóng là khoảng A, đây cái phép toán 3 chấm này, A 3 chấm đến B. Trong đó A là một cái giá trị đếm được, B là một giá trị đếm được. Bật giá trị đếm được chúng ta dùng đa số là giá trị enter. Đa số là thế, sau này chúng ta các bạn sẽ được học những tự sau này ban học những cái khác nữa. Khoảng nửa đóng là hai chấm mà nhỏ hơn thì nó khác nhau chỗ nào? Khác nhau ví dụ A 3 chấm đến B nó gồm A cộng 1 chấm chấm đến B. Còn nửa đóng thì sao? A cộng 1 chấm chấm đến B trừ 1 thôi. B trừ 1 chú ý điều đấy. Không có cái khoảng coi như từ A cộng 1 trở đến B đâu nhá. Cái khoảng đóng phía đầu thôi nhá, chỉ đóng phía sau thôi. Ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là dùng trong vòng lặp for in. For in như nào sau này các bạn học, đây chúng ta sẽ xem minh họa một chút. Ở đây giới thiệu qua một cái bạn một chút về gọi là cái này gọi là array mà. Thì array ấy, hay gọi là mảng ấy, thì nó sẽ là một cái kiểu tập hợp và nó sẽ chứa một chuỗi các giá trị. Ví dụ như từ trước là chúng ta học mà các giá trị là chứa giá trị vào thì chúng ta chỉ chứa trong biến hoặc hàng đúng không? Thì một biến một hàng kiểu inter nó sẽ chứa được mấy giá trị inter hay mấy giá trị? Một thôi đúng không? Một biến inter chỉ chứa được một giá trị inter đúng không? Một biến trinh thì chỉ chứa được một giá trị trinh. Nhưng mà chúng ta sẽ có một kiểu gọi là kiểu tập hợp. Kiểu tập hợp đến bản thân của nó ấy, nó không hoạt động được mà nó phải kết hợp kiểu đấy với một kiểu khác nữa. Ví dụ đây là một tập hợp của các số inter, một tập hợp của các số trinh, một các chuỗi trinh, chứ không có một tập hợp chung chung nhé. Đấy, thì trong trường hợp như thế thì nó chứa được rất nhiều giá trị vào. Ví dụ cụ thể ở đây chúng ta có một cái gọi là một cái array gồm các trinh. Ở đây gồm các string thì có thể chứa rất nhiều string như đấy, nhiều các string nhỏ như đấy. Thì đây chúng ta có name, danh sách name của chúng ta gồm có các tên như này. Đây có mấy giá trị nhỉ? 4 giá trị đúng không? Thì trong cái ở đây ấy, chúng ta có một cái property đặc biệt là cao. Nó trả về số lượng phần tử. Trả về số lượng của phần tử của cái ở đây đấy. Ví dụ như ở đây của chúng ta cao mấy? Cao 4, tại vì có 4 phần tử đúng không? Nhưng mà chú ý một chút ấy, là trong suite ấy, khi mà duyệt các phần tử ấy thì là trong array hay trong tập hợp hay trong kể cả trong tuple của chúng ta nó đều thích duyệt từ phần tử số 0 và số 1. Phần tử đầu tiên của nó đều là phần tử số thứ
số 0 với số 1. Số 0 đúng không? Tức là gọi là zero index ấy. Các bạn chú ý nhé, nó có hai hệ nhé. Có hai hệ chiếm đa số trong ngôn ngữ bây giờ là hệ là nó đánh chỉ mục từ bắt đầu từ 0. Nhưng ngày xưa cũng có một số ngôn ngữ đánh chỉ mục bắt đầu từ 1. Nhưng riêng trong Swift thì nó đang dùng hệ là zero index, tức là đánh chỉ mục từ 0. Thế nên các phần tử chúng ta sẽ đánh index từ 0 cho đến bao nhiêu? Đến 3 đúng không? Nếu có 4 phần tử là 0 đến 3 đúng không? Thì nếu mà chúng ta duyệt các phần tử thì chúng ta có thể duyệt từ là for i in 0 cho đến khoảng này khoảng gì nhỉ? Nửa đóng đúng không? Nửa đóng. Tức 0 đến cao, tức thực ra là từ 0 đến cao trừ 1 đấy mà. Thì nó sẽ là 0 đến 3. 0, 1, 2, 3. Thì khi mà for i in như thế, nó sẽ duyệt i sẽ lần lượt nhận các giá trị là 0, 1, 2, 3. Và chúng ta ở đây chúng ta sẽ... Cái này có ai nhớ gọi là cái gì không? Lỗi suy trinh đúng không? Lỗi suy trinh in ra cái phần tử đầu tiên là gì? Person i cộng 1 is equal lên i. Cái lên mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông với i này, i với giá trị index này, nó sẽ lấy phần tử thứ i của cái array lên. Ví dụ như ở đây chúng ta chuyển mà lên mở ngoặc vuông 3 và đóng ngoặc vuông thì nó sẽ ra giá trị của bao nhiêu rồi các bạn? 3 mà. Dạ. Từ vì nó đánh từ 0. Nhớ nhá, 0 này, 1 này, 2 này, 3 này. Thế nếu lên của chúng ta mà chuyển về giá trị mà y bằng 4 thì sao? Trở đan luôn. Chết thì luôn. Đây, nó sẽ y ra đúng như này. Person 1 con là tại sao đây là 1 và không phải là 0? Không phải là 0 1 2 3, vậy là 1 2 3 4. Y cộng 1 này đúng không? Ý đây là y cộng 1. Người thì với con người thì thích từ 1 nhưng mà máy tính thì rất thích từ 0. Tất cả đánh từ 0 hết. Ok, đây là cái for in và cái khoảng nửa đóng. Thế bây giờ có một cái bài tập nho nhỏ cho các bạn chỗ này. Chúng ta dựa vào đây này, đúng không? Các bạn in ra được một dòng chữ như này. Tôi dùng tiếng Việt cho nó. Các bạn có thể in ra cho mình cái chuỗi như này không? Kết hợp với đấy bạn, các bạn làm đi. Đây làm sao bạn in ra được cái print ra được cái tên của họ là kia. Anna Julia rồi. Đừng ai print nguyên cái text ra nhé. Chúng ta dựa vào cái array. Quay cho bài.
cái phép cộng cũng có thể kết hợp với ở đây được nhá. Để xem là có cái phụ kiện nào. Hình như là bỏ cái đấy rồi. Bỏ. Bỏ cái đấy rồi. Đây. Tiếp mình sửa cái ở đây mà ở đây nó thay đổi giá trị rồi thì là khi mà bạn bật in ra được thì nó căn cứ vào cái độ dùng ở đây để nó in ra. Thực ra cái append là một cái hàm của ở đây để bổ sung phần tử vào cuối. Đây các bạn nhìn cái ở đây này, sau khi bổ sung nó ra là Anna, Alex, Ryan, Jack và Hiệp này. Thì bây giờ các bạn in ra để cái như thế nào? Thêm một cuối của các bạn đến có, nếu nhanh có thể ngay trong buổi hôm nay các bạn được sẽ được học ở đây ca hàm của ở đây. Bạn cộng trực tiếp chuỗi. Còn cái lên đây không phải chuỗi, lên đây là ở đây. Lên ở đây, append và mảng ấy. Chính ích, em chính ích của em có kiểu chưa? Em phải gắn kiểu, chú ý nhá, nó xác định kiểu bằng giá trị khởi tạo cho nó. Em có thể khởi tạo ngay cho nó bằng cái gì đấy. Em vẫn bị lỗi. Chưa khởi tạo. Sâu trắng bằng luôn. Bằng luôn. Thậm chí không cần khai báo hai chân kiểu. Viết như em là viết rất cẩn thận. Không. Cộng 3 lần nữa. Em định cộng 3. Thế nào lại phải xuống cộng. Không, cộng 3 lần được, hoàn toàn cộng n lần cũng được. Nhưng mà em nhìn này, cái chính ích của em là kiểu là gì? Không, cái chữ này này. Là gì? Net này. Net này. Net thì có thay đổi giá trị đúng không? 3. Đúng không? Net là thằng. Chú ý nhá, in đúng mẫu nhá. Các bạn nhìn in được đúng mẫu rồi nhé. Thế nào, xem ai xong trước nào. Suy đoạn này à? Thứ nhất là em sai format rồi, từ vì các cái dấu phẩy vì nó có cách mà em cách. Em không thể lạm dụng cái việc là tự động in à, không. Thực ra là các bạn hiểu sai ý mình một chút rồi. Cái append này, cái append này là nó chỉ là mình bổ sung thêm vào cái giá trị hiệp vào cái array thôi. Chứ để chứ. Thôi được rồi, mình không xài cái này nữa. Thực ra đây cái của em không phải cái của các bạn. Không. Mình gắn giá trị lại đây thôi. Đó. Và các bạn in ra được đúng như này. Ok. Hiểu không? Thực ra append là mình thay đổi lại cái kia cho nó đỡ trùng cái tên của bốn phân tử thôi.
để các bạn hiểu được cái array lên này nó sẽ động, nó thay đổi được giá trị chứ không phải là có đúng kia. Chứ còn nếu mà cách đơn giản nhất một cái array mà nó là một cái let thì sao, thì chúng ta làm như nào? Nếu cái lên đấy mà không bao giờ thay đổi giá trị thì chúng ta print một cách nào nhanh nhất? Chúng ta chỉ viết một hàm đây thôi. Đây cách này cách nhanh nhất này. Đây là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất. Bình thường đúng không? Nếu mà cái lên nó không bao giờ thay đổi, chúng ta khẳng định được cái lên không bao giờ thay đổi không? Thì chúng ta viết này là đúng, luôn đúng. Nhưng mà cái lên nó lại thay đổi được. Vấn đề cái lên có thể thay đổi được. Ví dụ như lúc trường hợp trên là mình bổ sung thêm hiệp vào danh sách thì các bạn cũng vẫn phải in theo cái lên mới chứ không phải là cùng một đoạn code gì. Cao của cái gì? Không cho cậu in tiếp à? Chạy ra đây không thêm không phải là lỗi mục tiêu đấy đúng không? Nó suýt rồi đai được chưa? Đơn giản đúng không? Tại vì cái này nó up end trước khi form à, cái sau khi form có nghĩa là cái này tân đồn cái giá trị ở lúc ở đây cái lúc mà mình cộng nó sẽ chưa có up end. Đây, mình thấy rất nhiều bạn là làm như này. Các bạn sẽ dùng một cái biến, một cái chinh để xây dựng lên cái chuỗi đây đúng không? Các bạn sẽ gán một cái chinh trắng này. Chúng ta sẽ for.
Đây. Đúng không? Cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ tạo ra một cái trinh và chúng ta cứ nối ra thôi, nối dần vào thôi. Và chú ý là vì là cái mẫu của chúng ta là từ cái phần tử thứ 0 đến phần tử thứ L đến cái phần tử áp chót ấy. Ví dụ ở đây chúng ta đến rắc thôi, thì nó đều giống nhau hết, tức là nó thêm cái dấu, thêm một cái gọi là cái phẩy cách này, phẩy và một cái spec này vào. Và riêng phần tử cuối chúng ta thêm là và vào, đúng không? Nên chúng ta sẽ for một cái. Đây chúng ta for. For đây từ 0 đến bao nhiêu? Từ 0 phần tử áp chót ấy. Cao trừ 2, cao trừ 1 đến phần tử cuối cùng. Cao trừ 2 là phần tử áp chót. Mỗi cái đấy chúng ta sẽ thêm cái lên bảng lối lên và vào một cái phẩy cách ra sau. Cuối cùng chúng ta thêm vào thôi. Thì đoạn code này có vấn đề không? Các bạn đọc cảm thấy đoạn code này có vấn đề không? Vì mình bạn vì là bạn dùng nhiều phép cộng của mình dùng một cộng và độ suy trì. À, bạn đọc đoạn code này có thấy vấn đề không? Thực ra mình thấy đầy dẫy vấn đề. Thứ nhất ấy là trong trường nếu mà cái cao này của nó này cao bằng 0 thì sao, không có phần tử nào thì sao, cao bằng 1 thì sao, cao bằng 2 thì sao, cao không bằng 2 chạy được một cái đấy, cao lớn bằng 2 thì có vẻ ổn đúng không, nhưng cao bằng 0 bằng 1 nhỏ hơn 2 thì sẽ không ổn tí nào, nên các bạn cần phải check if L gì đấy, một tập đi assert nhưng trước chúng ta học. Ok. Xóa cái từ cuối. Xóa cái từ cuối ạ. Hình như là có remove ấy. Có remove nhưng mà em thấy mà kiểu mình muốn xóa hai cái từ cuối cùng. Xóa hai cái từ cuối cùng á? Cách đơn giản nhất là gì? Em lấy sub chính. Sub chính. Sub chính thì nó có truyền lẹo mà. Đây này. Subtract này, to đâu này, from to đâu này, từ đây with gì này, bạn muốn lấy cái từ ký tự bao nhiêu? Trừ hai ký tự cuối. Đến hai ký tự cuối đúng không? Chết rồi. Đấy, cao là đến từ 1. Ừ. Cao là đến từ 1. Không. Cao số lượng phần tử, thấp nhất là 0, không có phần tử nào. Cho đến số lượng phần tử. Ừ, đây.
Đây, ngắt đến hai phần tử đây. Hơi dài dòng nhưng mà nó phải như này. Đây, start index. Đây cái phần tử đầu tiên. Chú ý là trong string index của nó không xài chỉ số nữa mà nó dùng một kiểu là string index. Chúng ta không cắt mà chúng ta lấy sắp sinh, lấy sâu con. Khác nhau. Khó hiểu đúng không? Thì vì trinh nó không dùng index như là số, nó dùng index là kiểu trinh index. Lấy từ cái vị trí đầu tiên đến cái vị trí thứ hai từ cuối này. Đến vị trí thứ hai đứng được kiểu như thế. Ok. Trình chúng ta sẽ học gì? Rồi, các phép toán vừa rồi chúng ta dùng phép toán như kiểu số thôi. Nhưng mà có một cái phép toán mà dùng để so sánh ấy, lớn hơn nhỏ hơn ấy, gọi là phép toán logic ấy. Thì sẽ dùng cho kiểu dùng cái kiểu trả ra cái kiểu trả ra giá trị kiểu bool, dùng cho kiểu bool thôi. Thì chúng ta sẽ có các phép toán là phép lot này, tức là phủ định lại này. Phủ định thì phép toán chỉ có một ngôi, thì phủ định của A thì sẽ phủ định của true sẽ là gì, ra phone, là phủ định của phone ra true. Phép toán và A và B. Thế A và B thì nó chỉ đúng khi nào cả hai cùng đúng, và còn tất cả trường còn lại là sai, đúng không? Thế chỉ cần một trong hai A và B là sai thì A và B đều là sai cả. Phép toán hoặc A hoặc B bằng hai cái song song này, thì một trong hai cái trường hợp là A đúng hoặc B đúng thì đều đúng cả. Và chú ý trong phép toán logic ấy, thì nó sẽ tối ưu tính toán. Ví dụ như là trong phép toán và, nếu mà nó biết A là sai rồi thì nó sẽ không tính B. Thì vì B kiểu gì thì cũng và với sai là sai mà. Và ngược lại trong phép hoặc, nếu mà A mà nó đúng rồi thì nó không tính B. Thế này chúng ta chỉ cần chú ý thôi. Và cái việc kết hợp phép toán từ trái sang phải, và nếu rõ ràng chúng ta dùng thêm dấu ngoặc nữa. Cái này thì có nói lúc nãy rồi. Đây chúng ta có thể xem ví dụ của nó.
Đây, đây là phép logic. Ngược với fail thì là đúng, đúng không? Thì chỗ này nó sẽ print ra asset đi ra, tại vì là mặc dù là allow entry là sai nhưng mà nó, đây nó có một cái phủ định rồi, toán phủ định của nó. Đây, nó vẫn print ra asset đi ra. Toán và đây, trong trường hợp là chúng ta là coi như là vừa có đo cốt và vừa có pass qua cái retina scan thì nó mới welcome được, còn nếu không nó sẽ đi lại. Thì kết quả đây vẫn là sẽ đi lại. Vì sao các bạn? Vì sao chỗ này vẫn print ra sẽ đi lại? Một cái trả lời cuộc. Tại vì cái pass retina là fail rồi. Nên fail với true thì vẫn là fail. Đây, cái toán hoặc nếu có chìa khóa cửa hoặc biết password thì mở thì nó đều vào được hết. Thì chỗ này nó sẽ in ra là welcome, đúng không? Welcome. Vì sao? Vì là mặc dù là quên chìa khóa nhưng mà vẫn viết pass dự phòng. Và chúng ta có thể kết hợp phép toán vào nên để một cái dài hơn. Đây. Có đo cốt này. Pass qua retina scan này. Có chìa khóa này. Hoặc là viết password này. Rất là quan trọng này. Mấy lớp bảo mật. Thì đây mặc dù như thế nhưng mà người ta vẫn vào được, vì sao? Tại vì nó có override. Thực ra đây nó có override, tại vì trên những cái này là enter đo cốt là sai mà. Thế này, enter nó có đúng nhưng mà không pass qua retina, nhưng cuối cùng nó vẫn có cái override password, pass được mở. Cuối cùng là cái hoặc này. Thứ tự thực hiện như nào? Đầu tiên nó cầm hai cái này nó vào với nhau, sau nó đem kết quả đấy nó hoặc với cái hash door key, xong đem cả kết quả của ba cái này hoặc với cái override này. Như này thì nó, chúng ta đọc này có thấy dễ hiểu không? Vẫn thấy dễ hiểu à? Thực ra nhiều như này thì người ta đọc nó sẽ hay bị dối, người ta thêm ngoặc vào, thêm ngoặc vào, thêm ngoặc, thêm ngoặc vào. Đây chúng ta có thể rõ ràng hơn thì như nào? Đây thêm ngoặc. Thì vì cái ngoặc và này, và sau đó là liên tiếp các ngoặc với nhau, ba cái ngoặc với nhau thì chúng ta dễ hiểu hơn. Ý nghĩa vẫn thế thôi. OK. Các phép toán cơ bản chỉ thế thôi. Thắc mắc gì không? Mình thấy có gì phức tạp đâu nhỉ? Thôi mà có một cái bài tập cho nhỏ nhá. Cái bài tập này các bạn về nhà làm. Mình tí mình gửi cho bạn file này mà. Sửa cái ví dụ in chuỗi trên ấy. Cho trường hợp name có không phần tử này, một phần tử. Đấy, cho tức là bạn phải check cho những trường hợp là name không có phần tử nào, name một phần tử. Hoặc lên bao nhiêu phần tử, in ra cho đúng. OK. Thế thôi. Sửa ví dụ in chuỗi trên là cái ví dụ này này. Để sao cho khi mà cái lên của các bạn mà nó không có phần tử nào thì vẫn phải in ra đúng. Thế nhưng bạn là không có người nào chẳng hạn. Đấy.
bạn về chỉ đơn giản thế thôi. Ok rồi, bạn có thể in ra gì đấy, bạn có thể in ra cái gì đấy, thậm chí bạn không làm gì cả cho nó ngơ. Em thấy có cái là string.cao với string.character.cao Trinh bây giờ có chấm cao rồi đúng không? Thì như đấy suýt 4 thì có chi chấm cao. Thực ra từ suýt 3 không có chi chấm cao. Đây là gì có cao nhỉ? Đúng không? Suýt 4 thì có. Những bao nhiêu nhau thì đúng hết nhau. Tại vì suýt 4 ấy, thì là Trinh lại quay trở lại thành một cái dạng chuỗi, coi là một chuỗi ký tự. Suýt 3 thì không coi Trinh được chuỗi ký tự, mà Trinh là tổ hợp của nhiều ký tự. Các bạn nhớ hiểu nhá, tổ hợp nhiều ký tự khác với một chuỗi ký tự. Tổ hợp nó giống kiểu array string. Không. Bạn tổ hợp chữ e với dấu sắc thì nó thành cái gì? Đấy. kiểu như thế. Ok. Chúng ta mu lệnh nhá. Các bạn có ăn bánh tí với ăn đi, mình chuyển slide. Để tí sẽ gửi ra. Đây tập từ gánh. Đây chúng ta sẽ học Trinh đây. Tiếp theo chúng ta học Trinh. Có mất mạng rồi à? Thôi chết rồi. Còn mỗi cái net pro vào được. Nhưng mà không biết bác. Đông người như này. Vẫn có mạng. Đông người như này làm sao mà vào được. Nát Android. Phải bên ngoài mới được à. Step bộ đồ là gì? Tên Wi-Fi hay là Step bộ đồ? Step bộ đồ. Xin chào tên. Mở ngoặc đóng ngoặc 123. Rồi. Kiểu để an toàn chắc đi đâu phải mang cái 3G đi. Em phải là em hay có cái lỗi là bất ngờ thì thấy ding khi mà không grab thì xử lý nhỉ. Chính cái lỗi đây đấy. Chính cái hỏi chấm lúc đấy. Cái hỏi chấm lúc đấy. Rồi, chúng ta sẽ học Trinh một ký tự. Tại sao Trinh có riêng một slide? Từ vì Trinh ở trong suite ấy, Trinh trong suite ấy, nó hơi khác với Trinh trong các ngôn ngữ khác. Nhớ, trong Trinh trong các ngôn ngữ khác ấy, như là C cộng cộng hay như là trong C, C cộng cộng hay là trong các ngôn ngữ Java chẳng hạn, thì là nó các Trinh trong đấy nó là các cái mã ký tự, ví dụ như gồm 2-3 chẳng hạn. Nhưng mà Trinh ở trong suite ấy, nó thực sự là nó tích hợp sẵn vào Unicode, tích hợp rất chặt vào. Nên chúng ta sẽ có một cái phần riêng của nó. Trong cái slide này nó sẽ giải thích kỹ cho các bạn về Unicode hơn. Nhất Trinh của chúng ta hiểu là một chuỗi ký tự. Nhắc lại thôi, một chuỗi ký tự. Kiểu gốc của nó kiểu gì? Trong suite, hình như hôm trước có nói là
suite hay là Objective-C đều là hai cánh cửa dẫn vào một căn phòng hết, đúng không? Thì về bản chất là đều cưỡi trên một cái gọi là Cocatoo, một cái hệ thống thư viện của iOS. Thì kiểu gốc của kiểu Trinh ấy chính là LSTream. Tất nhiên ấy, suite ấy, từ suite 3 trở đi thì nó bỏ chữ LS đi và nó chỉ biết là Trinh không. Trinh không. Và kiểu và Trinh như là một chuỗi ký tự, đến một ký tự thì sẽ là kiểu gì? Kiểu character, có một kiểu kiểu character. Thì Trinh ở trong suite nó là support Unicode 100% rồi. Chắc chắn một Unicode 100% rồi. Và có một cái phép toán phép nối chuỗi, phép cộng như chúng ta vừa thực hiện. Chú ý không có cộng chứ cộng nhưng không có trừ nhân chia gì nhá, chỉ có cộng thôi. Và ngoài ra có thể xử lý trinh, chúng ta học qua một chút về xử lý trinh. Chúng ta tạo ra một cái ấy đi. Chúng ta tạo ra một cái playground để thực hiện nó. New playground đi. Trinh và ký tự. Rồi, đầu tiên chúng ta giá trị trinh. Thì như hôm trước chúng ta xem, chúng ta tạo cái trinh ra thì chúng ta sẽ luôn khởi tạo giá trị cho nó, đúng không? Thì tất cả các giá trị mà chúng ta truyền vào, giá trị truyền vào như là hello chẳng hạn, một cái chuỗi hello thì nó được minh họa bởi cái giữa, nằm giữa hai cái dấu nháy kép này, giữa hai dấu nháy kép này, bắt đầu nháy kép và cuối nháy kép. Tại sao phải chú ý như thế? Thì vì có một số bạn ấy, dùng Objective-C ấy, nên nó không phải hai giữa hai dấu nháy kép, nó có cái ký tự gì đầu nhỉ? A còng đầu nhỉ? Đấy, chỉ nhắc lại một chút thế thôi. Nhưng ở trong suite ấy, thì chỉ có hai dấu nháy kép thôi. Vậy, và chúng ta có thể check trinh trống. Check trinh trống bằng cách gì các bạn? Bây giờ chúng ta muốn kiểm tra một chữ ký tự không có phần tử nào, thì chúng ta kiểm tra như nào? Cũng được, đấy một cách. Không khí là cái... nháy liên tục. Đấy là một cách, cách thứ hai. Nuôi chúng ta có lấy được số lượng phần tử ký tự của một chuỗi ký tự đúng không? Trinh chấm character chấm cao đúng không ấy? Nếu các bạn nhìn đấy thì chúng ta kiểm tra nó bằng không, bằng không thì nó là trống thôi. Còn nếu nó một thì này, đấy là một cách. Những cách đơn giản nhất ấy là nó có một cái property là is empty, check is empty là ra empty ngay. Đây ví dụ như này. Đây chúng ta có trinh bằng hello và đây là ra đúng không? Chúng ta có thể gán lại something giữa hai cái dấu nháy này và chúng ta có thể check chuỗi ký tự trống. Is empty. Đây, is empty. Thì ở đây is empty nó là bằng gì hả các bạn? Chuỗi phone. Phone đúng không? May quá nó xịn chấm. Đúng không? Phone đúng không? Tại vì nó có ký tự. Thế nếu mà giả sử như thế này thì chuỗi phone. Đây chu cả đúng không? Ở đây là chúng ta khởi tạo của nó là một trinh trống này, một trinh trống này. Từ giữa hai cái nháy kép không có giá trị gì cả, một trinh trống. Ngoài ra có một cách khởi tạo khác phổ biến như này, tên kiểu, tên kiểu sau đó là mở ngoặc đóng ngoặc tròn này. Cách khởi tạo thứ hai ấy, nó rất phổ biến với các kiểu khác. Chúng ta hiện tại mới học các kiểu gì? Kiểu số, inter, double.
kiểu trinh là trinh, kiểu bool là bool. Nhưng về sau chúng ta, thực ra chúng ta về sau chúng ta học rất nhiều kiểu khác nữa, thì có một cách khởi tạo nó là khởi tạo giá trị mặc định. Tất cả các kiểu đều có một giá trị gọi là giá trị mặc định. Là đây, thì chúng ta khởi tạo cho nó bằng tên kiểu, sau đó mở ngoặc tròn và đóng ngoặc tròn nhé, là ra khởi tạo giá trị mặc định. Giá trị mặc định của trinh là chính là trinh trống empty. Giá trị của số inter là bằng bao nhiêu? Bạn có thể check ngay, print ngay ra inter mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn, hình như bằng không đúng không? Đây, chúng ta có thể mặc định của inter. Không đúng không? Mặc định là không. Tất nhiên cái easy empty này là true or false, nên chúng ta có thể kết hợp trong một cái câu lệnh if để check. Nếu sâu sâu chấm thì chúng ta in ra là không có ký tự gì cả. Còn nếu không thì chúng ta in ra cái ký tự đấy chẳng hạn. Cái chuỗi ký tự đấy chẳng hạn. Đây chúng ta có thể làm này. Để chúng ta check. Nếu empty, string is empty thì chúng ta print ra được loading to see. Hiển nhiên đây là sẽ print ra loading to see rồi, thì vì là string là trống. Vì là string ấy cũng là một kiểu, và nó sẽ chúng ta sử dụng các biến. Đây chúng ta có rất nhiều biến, empty string, another empty string, hay string 1, string 2 gì đấy. Thì các biến của nó ấy, cũng có hai dạng. Là một dạng thay đổi giá trị được, là biến bình thường khai báo bởi từ khóa var, và thứ hai là hằng, là net, không thay đổi giá trị. Cái này cũng giống như cái kia thôi, cũng giống như là số thôi. Đây cái này chỉ nhắc lại thôi. Đây có thể thay đổi được hằng giá trị. Nếu nó biến thì chúng ta có thể gán lại được, tức là cộng bằng được, nối tiếp vào được. Còn nếu mà hàng số thì hiển nhiên là không bao giờ làm được cái việc như thế rồi. Chúng ta sẽ bị copy bị error luôn. Đây. Lỗi ngay, nó sẽ báo ngay là không để gán được hàng. Ở đây có một cái thú vị nhỏ là khi mà các bạn ấn vào đây ấy, nó sẽ đưa ra cái gợi ý là bạn sửa let thành var đúng không? Sửa hàng thành biến đúng không? Thế nếu mà để an toàn ấy, thì chúng ta sửa tất cả các hàng thành biến, chương trình có chạy không? Vẫn chạy đúng không? Vẫn chạy. Thế là chúng ta không dùng hàng nữa, mà chúng ta dùng toàn bộ là biến, thì vẫn chạy đúng không? Nhưng mà như thế nó không an toàn lắm. Tại vì chúng ta coi những cái gì là hàng số không thay đổi được, thì coi như không thay đổi được. Ví dụ như tên Hà Nội chẳng hạn, chắc là tên Hà Nội chẳng bao giờ, tên thành phố chẳng bao giờ thay đổi cả rồi. Đấy là một cái cách như thế. Chúng ta không... Và ở cuối của nó, ở trên cái net và va thì nó chính hai kiểu này. Nếu khi các bạn khai báo là va thì kiểu của nó sẽ là mutable string, và net sẽ là string. Cái này chỉ chú ý một chút là các bạn, để khi bạn nối lại với cái Objective-C thôi. Nếu mà các bạn đã từng biết Objective-C hoặc sau này các bạn làm việc với Objective-C thì các bạn chỉ cần chú ý một chút chỗ đấy. Nếu mà là trong switch khai báo nó một biến là let thì nó tên từ với lời string, mặc dù vẫn là string nhé, nhưng mà nếu mà khai báo với var thì vẫn là string, nhưng mà nó lại là mutable string từ với bên Objective-C. Nếu khi các bạn cần chuyển kiểu sang, tại sao phải nhắc cái này? Thì vì sau này các bạn ấy sẽ làm việc với, có thể code các bạn đều là switch, nhưng bạn sẽ dùng các framework khác mà các framework có thể viết vào Objective-C, tức là bạn dùng các file code của người khác, cái đấy thì không tránh được. Thế chỉ chú ý một chút thôi. Và trinh cái cuối, nhắc lại trinh là kiểu giá trị. Kiểu ở trong suite ấy, nó có hai loại kiểu. Một kiểu là kiểu tham chiếu, một kiểu là kiểu giá trị. Kiểu tham chiếu là coi như là nó giống như là cái nhãn hộp của cái nhãn hộp ấy. Cái đấy sẽ giải thích sau. Còn kiểu giá trị ấy, là nó luôn luôn tạo ra bản sao. Luôn luôn tạo ra bản sao. Kiểu số là kiểu giá trị. Kiểu trinh cũng là kiểu giá trị. Nó đây hơi khó kiểu, nhưng mà nó sẽ có một cái slide riêng để giải thích cái đấy. Tương ứng với class chắc.
đây chúng ta có thể xem như này. Chúng ta có trinh 1 là trinh 1, trinh 2 thì gán bằng giá trị trinh 1. Sau đó thay đổi trinh 1 thành trinh 1. Chúng ta print ra, thì chúng ta print ra đây các bạn sẽ print ra cái gì? Đấy các bạn. Đây trinh 1 là trinh 1. Cái này giải thích ý nghĩa như nào? Đó là khi chúng ta gán trinh 2 bằng trinh 1 thì trinh 2 bằng 1, thực sự bằng một cái giá trị bản sao của trinh 1 và lưu vào trinh 2. Chứ chúng ta trinh 1 và trinh 2 không cùng trỏ vào một cái giá trị, để khi đó trinh 1 thay đổi giá trị thì trinh 2 không bị ảnh hưởng. Cái này có thể giải thích này nó hơi phức tạp với các bạn mới học lập trình nhá. Nhưng với các bạn đã từng học một ngôn ngữ nào đấy thì cái này nó minh họa là trinh 1 và trinh 2. Trinh không phải là kiểu giống như con trỏ, mà trinh là kiểu giá trị thật, giống như là các kiểu số, kiểu inter, kiểu loát. Đấy. Ok. Cái này rất là kỹ hơn trong phần sau. Tiếp theo trinh của chúng ta sẽ nói ký tự. Trinh là một chuỗi các ký tự mà. Thế chúng ta làm cách nào để lấy được chuỗi ký tự đấy? Trinh là một chuỗi ký tự. Thế cái chuỗi ký tự đấy theo các bạn nó hiểu thành dạng gì? Nó thực ra nó giống như một array, một cái array gồm các ký tự liên tiếp. Các ký tự này sẽ đánh số từ 0 cho tới cao trừ 1, đúng không? Và đây nó có một cái property ở trong trinh là characters này. Nó sẽ trả về cái chuỗi ký tự này, liệt kê toàn bộ các ký tự trong đấy ra. Và các cái characters này nó chứa các phần tử nhỏ. Và các phần tử nhỏ đấy này kiểu character. Kiểu character. Từ xa trong trinh có một cái array gồm rất nhiều character. Và chúng ta có thể chuyển từ array sang trinh được. Tức là gồm một chuỗi các cái character chúng ta có thể chuyển thành trinh bình thường. Còn nếu mà muốn chuyển từ trinh sang một chuỗi các character thì chúng ta làm thế nào? Chính là chấm character trên kìa. Chấm character lấy cái array ra. Còn ngược lại, nếu giả sử như có một cái array gồm rất nhiều character ABC gì ạ, chúng ta muốn nối nó lại thành một cái chuỗi ký tự là ABC thì chúng ta có thể chuyển. Đây các bạn xem. Có. Nó dùng chính cái kiểu gốc, chính là các cái yếu cốt nhỏ. Không, biến support không có. Biến support nó không support việc đấy. Tại vì là bên Objective-C nó vẫn còn rất thô sơ, các bạn hiểu. Nó gần như quản lý bộ nhớ. Chứ liên quan quản lý, các bạn chú ý nhé, liên quan quản lý Unicode là liên quan quản lý ngữ nghĩa rồi. Vì Unicode là dành cho người đọc, còn quản lý bộ nhớ dành cho máy đọc. Hai cái khác nhau. Đây ký tự của chúng ta đây. Đây chúng ta tất nhiên có thể for rồi. Chúng ta print ra được. Đấy. Đó. Và chú ý nhá, hôm trước có nhắc là trinh hay text ở trong suite đều là Unicode support emoji bình thường. Chúng ta print ra các ký tự này. Character. Và chú ý tại sao print nó xuống dòng như vậy mà nó không liền. Đúng rồi, print nó xuống dòng. Tại vì chúng ta thực hiện liên tiếp 4 rồi chúng ta tiếp tục nhá. Thực ra chỗ này là chúng ta thực hiện cái việc print hàm print thực hiện mấy lần rồi các bạn? 5 lần đúng không? Từ vì cái này có 5 ký tự, 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Và mỗi cái lần in ra character nhỏ ấy, nó sẽ là kiểu character như thế, nhớ không?
Đây, chúng ta sẽ thực hiện kiểu character, chúng ta xem. Đây, character. Đây. Và chú ý nhá, cái exclamation mark này của chúng ta, cái dấu chấm than của chúng ta ấy, nó là một kiểu character đấy, chứ không phải là một chuỗi ký tự đâu. Kiểu character thì chắc các bạn sẽ ít dùng, mà các bạn dùng string là chủ yếu thôi. Chúng ta chuyển từ array thành string được. Đây, chuyển từ array thành string. Array thì hiển nhiên là phải một array của các character rồi. Đây, viết này để cho các bạn hiểu rõ hơn một chút này. Viết như thế này. Kiểu một kiểu array ấy, thì nó sẽ minh họa bởi một cái dấu ngoặc vuông ở đầu, sau đó tên của cái kiểu gốc, tên của kiểu thành phần và đóng ngoặc vuông. Thì đây kiểu này array character gồm một ký tự là C A T, đây kép này, ký tự emoji cuối. Và chúng ta có thể chuyển được thành string bằng cách là chúng ta gọi ngay hàm string get character. Cái hàm này các bạn có thấy gợi nhớ đến hàm gì không? Hôm trước chúng ta làm có một hàm này, chúng ta kiểu tai mở ngoặc đóng ngoặc ấy. Ép kiểu, chuyển kiểu. Thực ra trong này không có khái niệm ép kiểu, mà chỉ có khái niệm chuyển kiểu. Thì các bạn chuyển cái character vào. Hôm trước là chúng ta chuyển gì? Chúng ta chuyển số, chuyển string thành số, đúng không? Còn hôm nay thì chúng ta chuyển một array thành string. Đây chúng ta chuyển này. Thì nó tự động nó lối lại liên tiếp cho nhau các bạn nhỉ? Trong string và character thì có một số phép toán. Như lúc nãy chúng ta giới thiệu là có phép toán gì nhỉ? Nối string đúng không? Nối bằng dấu cộng. Và còn những phép toán gì nữa? Nghĩa là gán ấy. Nối và gán ấy, cộng bằng. Đúng không? Luôn luôn chúng ta thực hiện. Đây, cộng. Chú ý nhá, trinh hình các bạn thử check xem trinh có thể cộng với một ký tự được không? Trinh cộng character, chúng ta có thể check ngay trên này thử xem. Không cộng được. Sorry. Như nó bỏ đấy rồi. Không cộng được chữ kết rồi. Đây chúng ta cộng hai string. Bình thường error z. Tất nhiên chúng ta có thể cộng bằng được. Và cộng bằng chỉ chú ý là chỉ có áp dụng với var thôi. Cộng bằng không thể áp dụng với let nữa. Cộng bằng. Và nếu mà muốn nối string với một cái character thì chúng ta không dùng dấu cộng nữa, mà chúng ta sẽ dùng hàm append. Đây, hàm append. Chúng ta chuyển ký tự của các bạn vào. Thì nó sẽ nối ký tự vào cuối. Trong ở string ấy có một cái rất hay. Và khi các bạn muốn tạo một cái string ra từ một cái format, một cái mẫu sẵn và truyền cái giá trị vào, cái đấy gọi là gì nhỉ? Nội suy string đúng không? Nội suy string thì ở đây chỉ nhắc lại thôi. Nội suy string đây mà bằng cái dấu gạch sổ này và mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Trong đấy là một giá trị có thể tính toán được. Và giá trị đấy sẽ được tính toán và chèn trực tiếp vào cái vị trí vừa rồi. Tại sao lại nói là giá trị tính toán được? Thì vì giá trị đấy có thể là số, có thể là string. Nói chung là có một cái gì đấy tính toán được. Đây, nội suy string. Multiplier của chúng ta bằng 3. Multiplier ở đây của chúng ta kiểu gì? Inter đúng không?
Và men sheet thì bằng là multiplier time. Tức là bao nhiêu thế này, đây là cụ thể nó in ra là 3 nhân với 2.5 sẽ bằng giá trị là 7.5. Ở đây có một câu hỏi nhỏ nhỏ, tại sao đây mình thực hiện, đây là gọi là thực hiện phép gì nhỉ các bạn nhỉ? Chuyển kiểu đúng không? Thế tại sao lại phải chuyển kiểu từ đốt bờ sang đốt bờ? Từ vì nó multiplier là kiểu nguyên đúng không? Mà trong cộng trừ nhân chia nó không chấp nhận việc cộng trừ nhân chia ngang từ kiểu nguyên ra kiểu đốt bờ mà phải cùng kiểu, thì thực hiện cùng kiểu. Nên chúng ta buộc phải chủ động ép kiểu. Cái này nó hơi chú ý một tí, nó khác ngôn ngữ cổ khác. Ngôn ngữ cổ khác là nó chấp nhận một số inter nhân với một số đốt bờ, nhưng mà trong suýt bỏ hoàn toàn việc đấy, cấm hoàn toàn việc đấy. Ok. Ở đây có bài tập đấy, append trình cho tờ và biến kiểu character được không? Bạn thử xem bài tập này xem nào. Nếu chúng ta trình, chúng ta có thể nối thêm character bằng hàm append đúng không? Và nối thêm trình bằng dấu cộng được đúng không? Thì bây giờ ngược lại là chúng ta có thể append một cái trình của một character vào một biến kiểu character được không? Được không? Câu trả lời là không luôn đúng không? Tại vì trinh thì có thể lối được, chứ character chỉ có một ký tự thôi thì làm sao ấy được. Không, thường cái đấy không phải suy nghĩ. Lỗi suy trinh. Chú ý có thể lỗi suy lồng nhau nhé. Đấy, tạo trinh được các format để chỉ biến thẳng. Đây, phần năng nhảm một tí, Unicode. Unicode thì nhắc một lại một tí thôi. Unicode là chuẩn quốc tế về mã hóa, hiển thị và xử lý văn bản. Các bạn chú ý là cả xử lý văn bản nữa. Thường là chúng ta nói Unicode là nói đến là support tiếng Việt, cái cơ bản nhất đúng không? Ngày xưa không Unicode thì không support tiếng Việt nhiều. Nhưng mà ngoài ra nó còn là liên quan về xử lý văn bản nữa. Unicode ấy, nó gồm các cái Unicode, các cái thành phần nhỏ, các cái code nhỏ, là gọi là Unicode Scalar, giá trị Unicode. Thì là nó gồm cách ký tự và cách biến đổi ký tự. Chú ý nhá, nó có thể là một ký tự riêng rẽ hoặc một cách biến đổi ký tự chiều dài 21 bit. 21 bit là lưu được bao nhiêu giá trị nhỉ các bạn nhỉ? 21 giá trị đúng không? Rất nhiều, chắc lên cỡ triệu đấy. 20 10 đó là 1000 rồi. 20 là 1 triệu rồi, 2 triệu ký tự, khoảng 2 triệu ký tự. Và chú ý, các bạn chú ý này, tại sao ở đây mình nói Unicode Scalar là ký tự hoặc là cách biến đổi ký tự? Giống như cái minh họa cái dấu sắc luôn ấy, cái dấu sắc nó cũng ấy, bản thân của nó thì không phải là một ký tự, nhưng mà nó nối với một ký tự khác thì nó sẽ ra một cái ký tự mới. E sắc E. Đấy, chú ý thế. Nên Unicode Scalar là một cách biến đổi ký tự. Có một số ký tự đặc biệt, ví dụ như lun, ký tự không. Backslash là sổ sổ như này. Sổ T là ký tự tác, sổ L là ký tự xuống dòng mới, à, ký tự lấy về đầu dòng ấy, sổ R là xuống dòng, à, sổ này là sổ kia là để có cái dấu nháy, và cũng là sổ này là sẽ ra nháy đơn và nháy kép đây. Khi mà chúng ta muốn nhúng cái nháy đơn và nháy kép vào trong một cái chuỗi ký tự, chúng ta sẽ dùng các ký tự đặc biệt này. Đây, chúng ta có thể xem ví dụ. Đây. Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức, đúng không? Thì đây các bạn nhìn này. Đây nó in ra được đúng cái chuỗi ký tự như thế này.
Tức là sao ở trong cái sâu này, cái chuỗi ký tự này chúng ta nhúng hai cái ký tự nháy vào. Thì để nhúng ký tự nháy vào mà nó không làm lầm tưởng cho suýt nó là kết thúc một hoặc bắt đầu một cái trinh mới, thì chúng ta sẽ có thêm một cái sổ phía trước này để viết một ký tự đặc biệt. Đấy, sổ. Trong một số trường hợp khác, nếu mà chúng ta muốn nhúng một ký tự Unicode vào thì chúng ta sẽ nhúng bởi sổ U, sau đó là mã Unicode, mã Unicode. Thế ví dụ như ký tự đô la là mã 24 này, U0024 này, thì chúng ta sẽ nhúng là đây, sổ U mà vòng nhọn 24 đóng vòng nhọn, thì nó chỉ ra một ký tự là đô la thôi. Tương tự với cái trái tim là 265 đấy. Cái 1F496 này, đây. Truy mã trong này là sẽ là mã ấy nhá. Mã hexa nhá. U cộng hexa nhá. Ê, hexa nhỏ bằng 8 số. Đây các bạn bài tập một chút, các bạn tạo ra một cái show có giá trị này, công ty nguyên độc lập do Hồ Chí Minh. Ok, gõ thử đi. Nhúng vào một cái trinh nào đấy. Chưa đúng yêu cầu rồi, bạn phải nhúng những cái nháy vào mà viết được nguyên si như này, print ra được nguyên si này. Ok, được chưa? Chúng ta áp dụng cái ký tự sổ nháy đấy để chèn vào đúng không? Chúng ta áp dụng cái giống như là cái chuỗi này thôi. Dùng cái sổ nháy để nhúng cái nháy đôi vào trong cái chuỗi ký tự của chúng ta. Được chưa? Rồi. Nó học nhầm phần. À, chúng ta như lúc ấy chúng ta nói cái Unicode Scalar của chúng ta là nó có chiều dài 21 bit và nó để thể hiện một ký tự hoặc một cách biến đổi ký tự, đúng không? Cách biến đổi ký tự. Đây, chúng ta sẽ xem cái đấy. Mà cách biến đổi ký tự ấy nó tương đối đồ họa. Tương đối đồ họa. Tương đối tượng hình một chút. Đây. Chúng ta có ký tự đầu tiên nhá. NE9, UE9 là chữ E này. Ở dưới này cũng chúng ta kết hợp cái E với cái AQT. Là đây. Cái đầu là chữ E này. Cái thứ hai là ký tự dấu sắc đây. Thì cái thứ hai của chúng ta cũng chỉ vẫn chỉ là một ký tự thôi. Vẫn một character thôi và vẫn đều là chữ E, vẫn đều giống nhau. E9 nó ra E. Ý em bảo nó cái 301 đó. 301 đó. Nó vẫn in ra một cái hình dạng gì đấy có dấu sắc. Nó vẫn in ra bình thường, có thể nó vẫn in ra dấu sắc. Thế cao nó ra thì nó là cao vẫn là một ký tự. Cái kia E nó cũng là một ký tự. Tí nữa chúng ta sẽ lên, tí nữa chúng ta sẽ có một cái phần là 1 cộng 1 không nhất thiết phải bằng 2 đấy.
Đây chúng ta xem ở dưới này. Đây chúng ta chỉ mới kết hợp hai cái thôi đúng không? Nhưng mà về thực ra nó có thể kết hợp rất nhiều cái nữa. Đây kết hợp ba cái. Cái chữ này là chữ gì mình chẳng biết chữ này là chữ gì. Đây. Nó gồm ba cái phần nhỏ. Đây là một ký tự đầu tiên là gồm cái chữ tượng hình như này đúng không? Đây là gồm thành phần đầu tiên là một cái bộ này này, một cái sổ này và một cái này. Ba cái kết hợp với nhau cũng ra một cái như thế. Và các bạn nhìn nó rất tượng hình. Nó viết nó rất lồng với nhau. Đây kết hợp ba cái với nhau. 112, 1161 và 11AB đây. Tròn vuông này như này. Đây. Chữ é mà lồng cho một cái vòng tròn thì đây là chúng ta lồng nối tiếp cái é và cái lồng vòng tròn này ra như này. Đôi khi ấy, nó cũng không được tượng hình như này đâu. Nó sẽ như này. Cùng gồm chữ U với chữ S đúng không? U S kết hợp lại thì ra được cái cờ. Thế bảo đôi khi nó không phải tượng hình đắn thôi. Nó sẽ như này. Thế cái quy tắc biến đổi của nó là nó sẽ đề ra như thế. Thực ra ấy, thì là các bạn sẽ ít khi dùng các quy tắc biến đổi mà chúng ta thường là bê một ký tự ra mà xài sẵn luôn. Thường là như thế. Nó sẽ dễ hơn. Bài tập các bạn về nhà thử tìm cái chữ V với chữ Y kết hợp lại nó thành cờ Việt Nam nhé. Vui vui tí đấy thôi. Nào đếm ký tự nào. Đây, như mà bạn vừa hỏi đây. Đếm ký tự bằng cái gì? Character.cao. Character.cao. Còn suýt mới, suýt 4 chấm ấy, thì như là chấm cao không được. Đấy. Thì bình thường an toàn nhất là cái character.cao. Tức vì sao? Character nó đã trả về một cái array gồm tất cả các character rồi. Và các character này là thực sự là character chứ không phải là biến đổi. Bài tập của các bạn là 1 cộng 1 cũng bằng 2 không là như nào? Đây giống như cái ở trên ấy, E với dấu sắc thì nó lại ra vẫn chỉ là một ký tự thôi. Đây các bạn xem. Đếm ký tự nhá. Vì chưa ký tự rất quái gì. Thì nó có bao nhiêu ký tự? 40 ký tự đúng không? Chúng ta lấy được character.k. Chấm character.k. Tức là thực ra lấy được lấy ừ, thực ra lấy được tất cả character và chúng ta đếm character. Ở đây chúng ta có một cái đặc biệt là 1 cộng 1 bằng 2 đây. Word là cà phê đây đúng không? 4 ký tự. Cái này không phải ấy rồi. Thì bây giờ word mà cộng thêm với một cái character nữa thì sao? Cái này là cái dấu sắc luôn đấy. Cái dấu sắc luôn đấy, 301 luôn đấy. Đây cái 301 này, E với sắc này. Thì dành gì cà phé, đúng không? Vẫn được 4 ký tự. Đây cà phé này, 4 ký tự. Chú ý nhá, 4 cà phê này có 4 ký tự cộng thêm 1 ký tự nữa vào. Vẫn là 4 ký tự. Đấy, chú ý điều đấy. Thì không nhất thiết là 1 cộng 1. Đây là 1 cộng 4 thì vẫn là bằng 4. Chú ý một chút điều đấy. Nên trong Unicode nó sẽ xử lý như thế, chứ không nhất thiết là nó xử lý tĩnh đâu. Ok. Chắc Unicode chỉ như thế thôi nhỉ. Chúng ta sẽ làm việc thêm với string nhá. Cái này string với bạn vừa nói đấy. Thứ nhất này, truy xuất và thay đổi string. Truy xuất bằng cái gì? Chúng ta truy xuất bằng cái dấu ngoặc vuông và đóng ngoặc vuông. Nhưng mà cái index của nó truyền vào không phải là số, không phải là phần từ 0, phần từ 1, phần từ 2, mà là cái index của nó chính là string.index. String.index. Tại sao thế? Tại vì cách suy nghĩ của suýt nó như thế. String.index. Thực ra nếu mà các bạn nào làm, nếu mà nghiêm túc đi xa trên con đường lập trình ấy, thành software engineer cấp cao ấy, chứ không phải lên quản lý đâu. Bây giờ nói ngoài một tí là thường các bạn đi làm sẽ có hai hướng đúng không? Làm vài năm sẽ có hai hướng. Một là các bạn sẽ lên project manager quản lý cao hơn thì gì đấy. Còn một hướng là các bạn sẽ thành chuyên gia, chỉ có đi ở phía dưới thôi. Về mặt thu nhập ấy thì không có anh nào nói cao hơn anh nào cả. Đấy. Không, công ty Việt Nam thì mình không rõ, công ty Việt Nam thường quản lý lương cao hơn.
Nhưng mà nếu mà các bạn làm mình quen, mình biết như ông IBM ông làm 40 năm lập trình vẫn là kỹ sư phần mềm, lương cao bất ngờ, cao hơn thậm chí cao hơn cả giám đốc dự án. Đấy chuyện bình thường mà, đấy chuyện rất bình thường, vì họ đi họ giỏi về một cái, giỏi về một cái phần chứ họ không nhất thiết nào phải chuyển sang quản lý. Cái đấy nói ngoài thôi. Bây giờ sẽ nói tiếp. Thì nếu mà bạn nào nếu muốn nghiêm túc đi theo con đường đấy thì chắc chắn các bạn sẽ vào C cùng cộng, và trong C cùng cộng thì có một khái niệm iterator. Iterator nói ngoài một tí thôi, còn nó sẽ không liên quan đến chương trình suite này. Thì cái iterator nó tương đối giống chain index, cái suy nghĩ về chain index chính là iterator trong C cùng cộng. Đấy thì chúng ta chuyển index vào. Đây chúng ta xem thử. Truy xuất là chính. Đây, chúng ta thay đổi chính này. Chúng ta thì chúng ta lấy phần tử đầu tiên thì nó có một cái là gọi là start index, là cái index đầu tiên. Đã có start thì có last không? Có last index không? Có end index, end index, đúng không? End index, start và end. End index phần tử đầu cuối. Thế nếu mà khi nào mà coi như là end, khi nào mà end thì bằng start này các bạn. Chui dấu. Đây chúng ta xem thử. Thế bây giờ chúng ta muốn lấy đến phần tử thứ y của cái thằng string đấy thì chúng ta làm như nào? Ví dụ thứ 7 chẳng hạn. Phần tử thứ 7 của cái string chúng ta làm nào? Start index cộng 7 cộng 2 cộng 3 cộng 4. Đấy. Thì khi mà chúng ta cộng ấy thì chúng ta dùng cái hàm là index, sau đó truyền vào cái index mà chúng ta cần, bắt đầu chúng ta cộng vào offset 3, nó sẽ dịch đi 7 phần tử. Đấy, đây sẽ là chữ A này. Cái grouping của chúng ta là chữ A. Grouping là gì? Đây, cái chữ A này. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 này. Offset 7. In ra ký tự này là ký tự index 7. Index 7 là ký tự thứ mấy? Thứ 8. Thứ 8. Đánh được 0 mà. Bao giờ đánh được 0? Thế nếu mà chúng ta cộng to hơn thì sao? Ở đây ví dụ chúng ta offset truyền vào là 7. Truyền vào offset là 700 thì sao? Thì chắc chắn là sai. Thì chạy bị lỗi. Được đã. Nên khi mà truyền vào chúng ta chú ý nhé. Chúng ta chú ý kiểu gì? Chúng ta chú ý là nó phải nhỏ hơn cao chừng 1. Đấy, chú ý điều này. Ngoài khoản, nếu truy xuất ngoài khoản sẽ bị lỗi. Thì có một số cái method ấy mà dùng để ấy là do là cái method, cái hàm ví dụ như index before này, index after này, index offset by này. Thì ở đây chúng ta mới dùng cái hàm là coi như index offset by, thì nó sẽ tạo ra một cái index mới từ cái index hiện tại và dịch đi bao nhiêu phần tử. Ví dụ đây là dịch đi 7 phần tử. Không mà dịch đi phần tử đầu tiên mà dịch đi 7 phần tử đến phần tử thứ mấy? Phần tử thứ 8 đúng không? Tức là chính là index 7. Start index là 0 mà. Thế chúng ta ngoài ra còn có cái index như ví dụ after này. Ví dụ như after start index thì sẽ là start index cộng 1 tương đương với offset 1. Và before thì nó sẽ là âm 1. Tất nhiên là không có cái đấy ở đây, before thì chết ngay. Nếu truy xuất ngoài khoảng tất nhiên là lỗi này. Và chúng ta có thể lấy tất cả các index, duyệt tất cả các index ở trong cái chain này. Trong cái chain này thông qua cái là character.index. Đây.
truy xuất ngoài khoảng của lỗi này. For trên indai để chúng ta duyệt. Đây này. Nào, ở đây có một cái bài tập nhỏ nhỏ là các bạn làm một thôi, để tí nữa nói thêm thì sẽ xử lý lên. Chúng ta có thể chèn ký tự vào trong string, chúng ta chèn ký tự vào một string thông qua hàm insert, insert at và insert content of at đây như này, và ngược lại xóa ký tự là remove at và remove sub sub lên. Chúng ta có thể chèn ký tự. Chúng ta có quen come bằng hello nhé, thì chúng ta có thể insert một cái ký tự chấm than ở vào cuối cùng này. Insert at at end index. End index. Đây. Đây là cái end index. Nó thành này. Chúng ta có thể insert content of. Thì chúng ta có thể chuyển mảng vào. Insert là chúng ta insert string vào. Chúng ta cũng chuyển mảng vào. Thì chúng ta cũng có ấn. Ví dụ ở đây là chúng ta ấn cái gì hả các bạn? Welcome index before end index. Thì nó sẽ ra cái gì? Cái này nghĩa là gì? Có ai có thể đọc cho mình không? Đầu tiên chúng ta đọc ở cái chỗ ấn này. Cái ấn này là index này, nó sẽ trả về cái gì hả các bạn? Upshot đúng không? Ngắn gọn trước cuối cùng là upshot đúng không? Thế chúng ta chèn cái re này vào upshot, tức là ở đây nó hello rồi, upshot là cái này đúng không? Cái chỗ cái nháy của mình này. Đây. Đây là chót này. Upshot là cái này đây, đúng không? Nó insert vào đây. Thì nó sẽ thành hello re như này. Đấy. Và chú ý nhé. Ở đây ấy, chúng ta insert vào, insert ký tự, một ký tự vào cái hàng welcome ấy. Thì welcome phải là gì? Kiểu let này va. Phải là va thì cái welcome mới như thế được. Các bạn chú ý như đấy. Từ vì sao cái phép insert ấy, hay là tí nữa chúng ta xem replace, nó thực sự thay đổi nội dung của string, chứ nó không gán vào string mới vào. Cái đấy khác nhau đấy nhé. Cái đấy rất khác nhau đấy. Gán vào giá trị mới vào và thay đổi cái giá trị hiện tại là khác nhau. Ta xem thử xóa giá trị nào. Ngược với insert thì chúng ta có remove. Cũng remove ất. Remove ất. Remove ất thì chỉ remove một ký tự thôi. Remove một ký tự thôi. Remove ất end thì chúng ta sẽ remove một ký tự. Nhưng nếu chúng ta muốn remove nhiều ký tự thì sao? Giống như lúc ấy bạn nào vừa bảo là remove hai ký tự cuối chẳng hạn ấy. Thì chúng ta remove range, remove range từ đâu đến đâu, bạn nhìn từ đâu đến đâu lên này. Tất nhiên là chúng ta sẽ dùng một cái toán tử tạo khoảng, khoảng đóng, khoảng lửa đóng. Thì chúng ta remove đây, cái khoảng này từ đâu đến đâu các bạn? Cái giá trị đầu của nó là gì? Từ cuối lộn ngược lại âm 6, lùi lại 6 cái. Và cái kết thúc ở đâu? End index. Nhưng mà không lấy end index. Nhưng mà lại không lấy end index. Và khi chúng ta remove thì sao? Hello there, nó chỉ còn hello thôi. Đây, bỏ này. Ok. Ngoài ra chúng ta có thể so sánh. So sánh thì tất nhiên chính có thể so sánh bằng, so sánh nhỏ, so sánh khác. Làm gì so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, đúng không? Chúng ta đã vừa kiểm tra rồi đúng không? Và ở đây nhắc lại là so sánh cho character. Cho character. Và chú ý nhá, so sánh theo ngữ nghĩa chứ không phải so sánh theo Unicode scalar. Tức là sao? Tức là có thể cái string của bạn ấy nó có gồm hai ký tự Unicode. Nhưng mà khi mà hai ký tự Unicode là chữ E và dấu sắc nó kết hợp lại thành một, thành một cái chuỗi E, thì nó chỉ so sánh cái E đấy thôi. Chứ nó không so sánh là có hai cái scalar kia mà sao lại bằng 2 bằng 1. Thì chúng ta sẽ xem. Đây, ở đây là có A bằng A đây đúng không? A có phải lúc nào bằng A không?
đây à, so sánh tất nhiên là bằng nhau rồi đúng không? Vì đây các bạn nhìn hai cái này là giống nhau, giống hệt từng ký tự một thì nó bằng nhau. Chúng ta ít này ít bằng bằng thì print ra thì quả nhiên nó đã print ra rồi. So sánh cho character, vu vu ăn cà phê, vu lê vu. Như cái này là bạn có thích, bạn có dùng cà phê không đúng không nhỉ? Ở đây có hay học tiếng Pháp không? Ngày xưa mình đú đẩn tí nhưng mà chắc thôi bây giờ thuộc là bảng chữ cái. Đây chúng ta nhìn, vì ở đây chúng ta, bạn có nhớ cái ký tự E9 lúc đấy không nhỉ? Ký tự dấu sắc chèn vào cà phê thành cà phê. Thì đây chúng ta chèn vào, chèn vào thì thành cà phê cuối đây. Ngoài ra chúng ta có thể dùng combine các ký tự như này. Và khi so sánh thì nó có bằng nhau được không? Hiển nhiên nó vẫn bằng nhau các bạn ạ. Tại vì sao? Tại vì nó so sánh cho mặt ngữ nghĩa. Kết hợp lại ra các ký tự bằng nhau thì nó vẫn bằng nhau. Chứ có thể là cái giá trị truyền vào ấy của các bạn ấy, là hai cái trinh này khác nhau. Mình nó vẫn bằng nhau. Nó sẽ tổ hợp ra ra. Nhưng mà lại còn nói lúc ấy ở trong cái của chúng ta có một cái số cái trường hợp. Đây chúng ta tại sao có cái chỗ bài tập như này? A có bằng luôn luôn bằng A không? Chữ A có luôn luôn bằng chữ A. Nói đây hơi trừu tượng nhỉ. Thế đây chúng ta xem. Đây. Chữ A trong Latin capital đây. Nó ra là mã 41. Còn trong Cyrillic một bảng mã khác là 410 cơ. Và hai chữ A này có bằng nhau không? Hiển nhiên là không bằng nhau. Mặc dù in ra thì có vẻ đều chữ A, nhưng mà thực ra nó sẽ khác nhau. Bạn giống như là có thể là chữ A trong bảng mã bình thường Unicode, à bảng mã tiếng Anh cũng có chữ A. Nhưng nếu các bạn xem trong bảng mã tiếng Nhật thì cái giải tiếng Nhật ấy cũng có chữ A, nhưng mà chữ A nó hơi khác hơn một tí. Đấy. Mặc dù vẫn là A nhưng mà là mã khác nhau và hiển nhiên là kết quả sẽ không bằng nhau rồi. Cái này nó hơi khác so với trường hợp trên nhá. Trường hợp trên là kết hợp lại ra bằng nhau, còn ở dưới trường hợp là có thể là một ký tự nhưng mà nó vẫn khác nhau vì mã khác nhau. Đấy là so sánh thôi. Trong một số trường hợp chúng ta cần check xem là cái trinh đấy có tiền tố hậu tố không. Ví dụ như là muốn check ông, một ông ấy có phải là Mr. hoặc Mr. không, hoặc là một ông ấy có vẻ là coi như là tiền tố hậu, là coi như là thứ của chúng ta check một cái gì đấy là hậu tố là cái phần đuôi, tiền tố là phần đầu, thì chúng ta sẽ dùng là has postfix và has prefix. Pre là tiền tố, còn postfix là hậu tố. Đây, có thể check nha. Đây một số hạng tiện ích của trinh. Nào đầu tiên của chúng ta, rô méo và zoom néo đây. À, chúng ta có rất nhiều cảnh đúng không? App 1 này, cảnh 1 này. Là chúng ta sẽ có các vị trí, đầu tiên là công cộng Verona này. Đấy có một số cái này. Bây giờ chúng ta sẽ check tiền tố. Đầu tiên là chúng ta in hết ra đã này. In hết ra những cái gì mà có prefix là app 1 thì theo các bạn đây nó sẽ in được ra bao nhiêu cái cảnh mà có app 1 ở đầu? 1 2 3 4 5, 5 cái đấy đúng không? Đây đầu tiên là chúng ta khởi tạo bằng 0 này, xong chúng ta for in. Và nếu mà cứ có app 1 chúng ta cộng 1 thì rốt cuộc áp 1 sen cao sẽ là số lượng cảnh có tiền tố là áp 1 đúng không? Khởi tạo bằng 0 mỗi lần có tăng lên 1 mà. Thế cùng là giá trị cuối sẽ là biến đếm. Đấy, sẽ 5 cảnh. Hậu tố những cảnh nào mà ở nhà này, ở trong phòng này, thì chúng ta sẽ đếm cảnh nào mà có hậu tố là cell này, hoặc là mansion này. Đây các bạn, chúng ta đếm này. Những cảnh nào mà có hậu tố là Capulet Mansion này, nhà Capulet này, thì có một số cái này.
Và cảnh nào mà có hậu tố là paranoid cell này trong nhà tù này thì chúng tôi đây cũng vẫn là biến đếm thôi. Nếu mà là có hậu tố là trong nhà của Capulet thì cộng 1, còn nếu trong nhà tù thì cũng cộng 1 cho cell cao, nghĩa là cộng 1 trong nhà. Thì cuối cùng chúng ta in ra sẽ bao nhiêu? 6 cảnh trong nhà và 2 cảnh trong phòng. Chúng ta đếm thử xem nhé. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 ở trên cùng nữa, chưa đếm đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và trong tù 1, 2, có 2 cái thôi. Ở tù hơi ít nhỉ? Đây, 2 cái thôi. Đấy. Thực ra cái hàm này hàm tiện ích thôi, hàm tiện ích thôi. Nếu mà không dùng hàm tiện ích này các bạn sẽ phải dùng như nào? Theo các bạn, bạn sẽ phải làm như nào? Chúng ta sẽ phải lấy cái đoạn, ví dụ như chúng ta muốn check, giả sử mình muốn check nó có một cái tiền tố là ABC không, thì chúng ta phải chặt ba ký tự đầu của cái chinh đấy, chúng ta lấy ra chúng ta so sánh bằng ABC, tức là tại tiền tố thôi. Đấy. Nhưng nếu chúng ta dùng hàm thì sẽ tiện hơn chúng ta. Các cái hành vi mà dùng đi dùng lại nhiều, ta sẽ viết thành hàm mà. Đây hình thái Unicode chinh thì gì? Chinh sẽ lưu như nào? Chinh sẽ lưu để một chuỗi các character và đến lượt nó chuỗi một chuỗi cái Unicode scalar. Chú ý nhé, phân biệt character với Unicode scalar nhé. Một character có thể là kết hợp của nhiều Unicode scalar. Tại vì là một Unicode scalar, một giá trị Unicode có thể là một ký tự hoặc một phép biến đổi ký tự mà. Thế nó lưu như này, một chinh thành một chuỗi character, một chuỗi Unicode scalar. Thì character ấy sẽ là Unicode scalar có encode form. Tùy theo encode form có rất nhiều kiểu encode form này. Encode form UTF-8, UTF-16, UTF-32 này. Thì các kiểu mã hóa như này đây các bạn nhìn. UTF-8 đây. Dùng các đơn vị nhỏ là các cái 8 bit 1. Bạn sẽ lối vào như này. Cùng một ký tự ấy sẽ là UTF-16, thế ra như này. Mỗi đơn vị nhỏ của nó lại là 16 bit cơ. Và UTF-32 thì hơi ít dùng. Phổ biến nhất là UTF mấy? 8 phổ biến nhất. UTF-16 thì hay dùng ở trong Windows nhiều. Chắc ít rồi, nếu ai dùng cái thằng SQL Server thì vẫn có UTF-16 đúng không? Cái đấy nói qua cho vui thôi. Bạn nào muốn tìm hiểu thì phải để wiki. Thực ra mình cũng không tìm hiểu sâu quá vấn đề này. Hơi phức tạp. Truy xuất đến code Unicode thì thế nếu bây giờ muốn truy xuất đến code của nó thì làm như nào các bạn? Chúng ta sẽ có một cái bộ tip là UTF-8, UTF-16, Unicode scalar. Đây. Chúng ta làm như này. Đây, chúng ta có một cái chuỗi là như này. Doc đây đúng không? Thì trong UTF-8 thì chúng ta chấm UTF-8, chúng ta sẽ print ra được tất cả các code unit của nó. Các code unit của nó. Tuy nhiên code unit của nó là số, các bạn thông cảm, nó không phải là chữ. Đây, UTF-8. Toàn bộ là các số hết, các giá trị đấy. Tại sao là số? Tại vì các cái giá trị Unicode scalar là một cái giá trị 21 bit. Một số 21 bit. Thế nó in ra tất cả đều là số hết. Còn nếu mà các bạn muốn in trong UTF-16 thì sao? Thì đây. Còn nó UTF-16 nó sẽ ra như này, gồm các số như này. UTF-16 thì có mấy giá trị nhỉ? 1 2 3 4 5 6 giá trị. 6 giá trị tương với 6 ký tự. Tương với 6 ký tự. UTF-8 thì có mấy scalar nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cái. 10 cái scalar để thể hiện có thế có 6 ký tự thôi. Còn trong UTF-32 thì sao?
có 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái đấy. Đôi 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ký tự. Sorry, ở đây là cái ký tự, hai cái ký tự này là không phải hai chấm than liên tiếp đâu. Một cái ký tự gồm hai chấm than. Nên đây có 5 ký tự. Để chú ý một chút đấy. Không biết tại sao lại có 5 ký tự như thế. Đây, có giá trị nó đây. Ok, thông qua cái hàm này. Thực ra đây ít khi chúng ta, nhắc lại, ít khi chúng ta phải xử lý tận UT đến phần nhỏ này. Trừ khi trong trường nào thì các bạn phải động đến như này. Đúng rồi, truyền tải dữ liệu, lưu trữ dữ liệu thì các bạn phải động đến cái này, bạn phải in ra. Nhưng mà bạn chỉ phải dùng khi mà bạn in ra, với cái trường hợp là bạn in, bạn viết ra, bạn write ra ấy, bằng các hàm write ra cấp rất thấp. Chứ nếu bạn write cấp cao, tức là bạn dùng cái kiểu text stream hoặc text writer, text reader, chúng ta đọc đi text thôi, thì chúng ta không cần phải này, nó xử lý hết cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta muốn đọc đi theo dạng bài một thì chúng ta phải dùng cái này. Ok, hơi khó hiểu một tí, nhưng mà đấy là Unicode. Thì cái phần Unicode các bạn có thể là cứ xem hoa một chút, nhưng cái phần các hàm xử lý chi ấy thì bạn để ý một chút, và chỉ cần chú ý đến hàm chi.character, cái phần này rất quan trọng, và phần chi.index để truy cập đến từng phần tử của chi một. Một character là bao nhiêu bài ạ? Một character không có nói đến bài. Một character có thể là gồm một hoặc nhiều Unicode scalar. Tùy vào UTF-8, tùy vào bạn muốn ghi theo kiểu nào. Bạn chú ý nhé, bạn khi bạn ghi xuống thì bạn sẽ phải hiểu là bạn ghi được kiểu nào. Bạn ghi được kiểu mã hóa UTF-8, UTF-16, UTF-3. Còn bạn xử lý string thì nó chỉ có Unicode scalar thôi. Và các bạn không phải quan tâm UTF mấy cả. Chỉ có ghi xuống. Nói chung nó đưa ra một cái string mà hỏi chính bao nhiêu byte thì gần như không xác định. Thế lúc này phải hỏi lại là muốn thể hiện trong hệ thống nào. UTF-8, UTF-16, UTF-32. Ok. Đây có một số cái. Có thắc mắc gì không? Về thực hành này, ví dụ nhá. Cái ví dụ này về mình sẽ gửi. Mình vẫn post ví dụ ở trên cái tờ đài ấy. Rồi.